Mấy ngày hôm nay, trời cứ vừa mưa vừa nắng, thay đổi thất thường nên tôi thấy cái lưng tôi mỏi quá. Nhưng để cơ thể được khỏe mạnh, tôi phải cố gắng đi tập thể dục, không bỏ buổi nào. Và như thường lệ, cứ 5 giờ sáng là tôi đi dạy tập thể dục ở công viên, ngay cạnh nhà. Tôi đi qua phòng con trai và con dâu, thấy cửa đóng rồi, chẹp miệng và đập cửa. <laughs> Chị Thu tính ngủ tới bao giờ nữa hả? tiếng con dâu của tôi vang lên ở trong dạ con dậy rồi đây ạ dậy mà cơm nước dọn dẹp cho mấy bố con nhà nó ăn đi xong còn đi làm chị làm gì thì làm cũng đừng làm ảnh hưởng tới mấy bố con nhà nó bố con nhà nó vất vả đi làm để lo cho cái gia đình này đấy con dâu tôi đi ra mở cửa mẹ đi tập thể dục ạ à? tôi thở dài không đi tập thể dục để người béo lú như chị à mà ở nhà nhàn rỗi quá đây mà trả bù cho chồng chị, đi làm kiếm tiền vất vả, người cứ gầy đi thôi. Ăn ít thôi, kẻo ra đường, người ta chửi là ăn hết phần của chồng, phần của con đấy. Thằng Quang, con trai tôi đi ra nói. Mới sáng ra mà mẹ đã nói gì thế? Mẹ kỳ thật, nhà con tặng người béo từ xưa rồi, mà mấy chục năm nay cô ấy vẫn thế mà mẹ. Thế sao ngày xưa, chưa lấy vợ, anh béo khỏe lắm mà. Sao bây giờ anh gầy thế? Đâu có, ngày xưa con cũng như này mà mẹ chắc lâu rồi mẹ không nhớ đó con chỉ đen và già đi thôi chứ cân nặng vẫn vậy đó mẹ tôi tức điên lên còn với cái nói một cãi mười chỉ biết đội vợ lên đầu thôi thôi tôi thua rồi anh chị muốn nói gì thì nói tôi đi tập thể dục đây vâng mẹ đi đi ạ kìa sao anh nói mẹ như thế hả thì ngày nào mẹ cũng nói em anh mới nói đỡ đi em không sao đâu lần sau mẹ nói gì anh cứ kệ mẹ mẹ sống tới tuổi hiếm đó mà còn khỏe mạnh mình mẫn như thế là mừng lắm rồi chắc gì sau này bằng tuổi mẹ vợ chồng mình đã được như mẹ được rồi anh sẽ nghe theo lời em được chưa vâng thôi anh vào gọi thằng quân dậy rồi hai bố con đi tập thể dục đi em xuống đi chợ mua đồ ạ tuấn sang gọi cửa phòng quân quân ơi quân dậy đi con dậy đi con quân dậy mở cửa ngắp ngắn ngắp dài vẫn sớm mà bố Cho con ngủ thêm một lúc nữa đi Cái thằng này Đi đánh răng rửa mặt đi Rồi con đi tập thể dục với bố Con biết bà nội con dậy đi tập từ bao giờ rồi không hả? 25 tuổi rồi Mà không bằng bà nội 80 tuổi Đi đánh răng đi Trời đất ơi Bố ví con với ai thì ví Chứ bố đừng ví con với bà nội Con làm sao mà khỏe được như bà nội được Bà nội khỏe được như vậy Là nhờ bà chịu khó đi tập thể dục mỗi ngày đó Chứ lười như con ấy Thì yếu hơn bà là đúng rồi còn không mau đi đánh răng, nhanh lên, bố chờ. Vâng, con biết rồi. Tôi đi bộ ba vòng quanh công viên rồi ngồi xuống ghế đá nghỉ. Ông Bình hàng xóm, năm nay cũng 82 tuổi rồi. Đi lại ngồi cạnh rồi mó mém nói. Sao hôm nay bà đi sớm thế? Tôi gặp bố con thằng Quân ở cổng, nó bảo là bà đi rồi. Tôi vẫn đi đúng giờ mà, có ông đi muộn. Thế hôm qua đi khám răng, người ta bảo thế nào? răng hỏng hết rồi nên người ta nhổ luôn làm gì còn đâu giờ còn mỗi hai cái răng cửa đây ông bình nhe răng ra giờ còn mỗi hai cái răng cửa còn đâu toàn thấy lợi tôi bật cười ha ha thế là hết răng rồi à nhìn tôi đây này tám mươi tuổi rồi mà chưa dụng cái nào luôn thế nên tôi vẫn ăn uống bình thường ông bình mặt buồn bã đã không còn răng mà hôm qua con dâu tôi nó còn mua ổi về rồi bảo bố ăn đi. Nghĩ bà thấy tuổi thân quá bà Lan ạ. À. Tôi vỗ vai động viên ông bạn già. Thôi, chắc nó không có ý gì đâu, ông đừng buồn nhá. Bọn nó giờ sống vô tư lắm, không giống thời chúng mình ngày xưa đâu. Thì tôi cũng hiểu mà. Rồi tôi và ông Bình nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa. Nhớ về những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp đó. Khi đó tôi mới 18 đôi mươi, cái thời tôi còn là hoa khôi của làng bao nhiêu chàng trai làng theo đuổi, trong đó có cả ông Bình. Nhớ lại những năm tháng đói khổ đó, chúng tôi chia nhau từng củ khoai, củ sắn. Thời gian trôi nhanh thật, đã 60 năm qua rồi. Ông Bình cười bảo, nếu được quay lại thời trẻ, thì bà muốn trở về năm bà bao nhiêu tuổi? Ông này, làm sao mà có thể quay lại được thời trẻ chứ? Thì bà cứ mơ ước đi, ai mà chả có những ước mơ. Vậy thì tôi muốn quay về năm tôi 20 tuổi. Năm tôi 20 tuổi là năm có nhiều kỷ niệm đẹp nhất. Ông Bình gật đầu. Bà cứ mơ đi, biết đâu đêm nay bà lại mơ thấy những điều mà bà mơ ước đấy. Cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép, cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép. Ông vẫn lẻo mép như ngày xưa. Tôi và ông Bình cứ trêu nhau cười tiếp mắt, mọi buồn phiền như tan biến hết. Tôi là Lan, sắp đến sinh nhật lần thứ 80. Hiện tôi đang ở cùng con trai út, tên Quang, 50 tuổi, và con dâu tên Thu, 48 tuổi. Vợ chồng nó có hai đứa con, đứa con gái lớn, 28 tuổi đã lấy chồng rồi, và giờ còn thằng Quân, 25 tuổi, nó đang làm trưởng phòng kinh doanh cho công ty của bạn nó. Nói thật là cuộc sống của các con, các cháu của tôi đều ổn định hết rồi, nên tôi rất yên tâm. Tôi sống bằng tuổi này là tôi biết ơn cuộc đời lắm rồi. Giờ chỉ cần thằng Quân lấy vợ sinh con nữa thôi. Như thế tôi có nhắm mắt xuôi tay cũng không còn gì để nuối tiếc nữa. Thế mà không hiểu tại sao mặc dù thằng Quân đẹp trai còn nhà nề nếp, công việc đàng hoàng thế mà tới giờ nó vẫn ế. Bố mẹ nó thì cứ bình chân như vậy không ý kiến gì nhưng tôi thì thấy sốt ruột lắm. Bằng tuổi nó ngày xưa là bố nó đã lấy vợ, sinh con rồi. Tôi đi về tới nhà đã thấy thằng Quân đứng chờ ở cổng. Nội ơi, con chờ nội từ nãy giờ, sao nay nội về muộn thế ạ? À? à, nội mài buôn chuyện với ông Bình hàng xóm. Thế sao giờ này con còn chưa đi làm thế? Hôm nay là chủ nhật mà nội, nội quên à? À, thế à, chết dở, dạo này nội cứ hay nhớ nhớ quên quên. Nội già rồi, nên lầm cầm. Đâu có, nội của con vẫn còn đẹp và minh mẫn lắm. Giờ bằng tuổi nội, đầy người vẫn lấy chồng đó nội. Thế nội còn lấy chồng không? để con nhờ người mai mối cho ạ. Tôi nghiến răng rồi vỗ vào mông nó mấy phát. Cái thằng chó con này, con nói nhăng nói quậy gì thế hả? Nội đánh cho con nát đít bây giờ. Thằng quân nhảy trồm trồm lên. Thôi, con xin nội, nội tha cho con, tại con thấy nội cô đơn cũng lâu lắm rồi, con chỉ muốn tốt cho nội thôi mà. Nói xong rồi, nó bỏ chạy vào trong nhà. Cái thằng cháu cưng của tôi, nó cứ trêu tôi như vậy đó mọi người. Ông nội nó mất cũng gần 20 năm rồi. Nếu tôi đi bước nữa thì tôi đã đi lâu rồi. Chứ bây giờ tôi đã 80 tuổi. Cái tuổi gần đất xa trời rồi. Còn mơ tưởng gì nữa chứ? Tôi vào bếp. Thấy con dâu vẫn đang lúi húi nấu đồ ăn sáng. Tôi bực quá mới nói. Mấy giờ rồi mà chị vẫn chưa nấu xong cơm thế hả? Lề ma lề mề. Đến là chán với chị. Dạ, con sắp xong rồi ạ. Mẹ ngồi nghỉ một tí là cơm chín ạ. Tôi ngồi xuống cầm lấy quạt phe phẩy có mỗi việc nấu cơm cũng làm không xong vừa thấy thằng quân thò mặt xuống mẹ nó liền gọi quân ơi ra phụ mẹ dọn cơm đi con thằng quân mặt hơn hớn dạ mẹ cứ để con tôi không vừa lòng khi thấy con dâu sai cháu tôi làm nên tôi mới quát có mỗi cái việc đó mà làm cũng không xong xong còn phải gọi nó ra làm hộ thôi chị để đó tôi làm cho con dâu tôi liền nói Thì cháu nó lớn rồi Con nhờ cháu làm hộ cho nhanh mà mẹ Thằng Quân gật đầu đồng tình với mẹ nó Dạ Mẹ cháu nói đúng đấy bà Mấy việc này cháu làm được mà Tôi kéo tay thằng Quân ra ngoài Là một thằng đàn ông Thì không nên chui vào xó bếp Bà rất ghét như thế Việc của cháu là ở ngoài xã hội kia kìa Cái nhà này hết đàn bà rồi hay sao Mà để cháu phải chui vào bếp Tôi kéo thằng Quân ngồi ra bàn rồi tôi vào dọn cơm tôi vừa dọn cơm vừa lầm bầm chị không làm thì chị để đó cho tôi làm chứ chị đừng có mà bắt cháu tôi việc của nó là ra xã hội kiếm tiền chứ không phải là ở trong bếp chị đã hiểu chưa mọi ngày tôi nói chán nói chê con dâu tôi không thèm cãi mà tự dưng hôm nay nó ăn phải gan hùm hay sao ý mà nó dám cãi tôi mẹ ơi chúng nó lớn bằng từng đó tuổi rồi con nhờ tí việc thì có làm sao? Mẹ cứ chiều nó như thế, nó hư đấy. Kệ tôi, tôi không cho phép ai sai cháu cưng của tôi cả. Kể cả anh chị. Nhưng con là mẹ nó, con có quyền. Tôi trừng mắt lên, quát con dâu. À, giờ chị cho mình cái quyền để sai mọi người à? Tôi nói cho chị biết nhá, tôi vẫn chưa chết đâu. Tôi là chủ cái nhà này, nên chị đừng có mà lên mặt, kẻo tôi vả cho vỡ mặt đấy sau khi bị tôi chửi cho một hồi thì con dâu tôi nó cũng phải im mồm tôi tiếp tục nói nó đi làm vất vả cả tuần được ngày chủ nhật ở nhà nghỉ thôi sai cái gì mà sai tôi không cho phép con dâu tôi ấm ức lắm nhưng không làm gì được lệch sóng là chết với tôi ngay ăn uống xong tôi và thằng quân đi chơi con dâu tôi lại dọn dẹp giặt rũ đó là công việc hàng ngày của nó tôi chả bận tâm Tự dưng mấy hôm nay tôi luôn nhớ về những kỷ niệm năm tôi 20 tuổi mà tôi nhớ rõ như mọi chuyện mới qua ngày hôm trước vậy. Tôi nằm trằn chọc suy nghĩ. Dạo này mình hay nghĩ về những chuyện ngày xưa quá. Hay là mình sắp chết rồi. Tôi từng nghe các cụ nói tới thời điểm mình hay nằm mơ về ngày xưa là thời điểm mình sắp rời xa thế giới này để về miền cực lạc. Chẳng lẽ tôi sắp chết thật rồi? Nửa đêm, tôi sợ quá chỉ sợ khi mình nhắm mắt lại mình sẽ ngủ một giấc dài luôn nên tôi ngồi dậy không dám ngủ trời oi bức tôi khát nước quá tôi mới dậy và đi xuống dưới nhà mở tủ lạnh lấy nước uống tôi thấy trong tủ có chai nước màu đỏ tôi nghĩ bụng chắc nước ngọt có ga của thằng quân uống nước có ga cho tỉnh táo vậy tôi liền mở nắp chai ra và cho lên mũi ngửi ngửi Mùi thơm dễ chịu ghê. Tôi tu một hơi, hết luôn chai nước ngọt và ném vỏ vào thùng rác. Cảm giác thật dễ chịu. Tôi đi lên phòng, định thức tới sáng, nhưng mắt tôi cứ díp lại và tôi ngủ ngon lành. 6 giờ 30, Quang đi tập thể dục về, thấy vợ đang dọn cơm, ông hỏi: "Sao hôm nay không thấy mẹ dậy đi tập thể dục nhỉ?" "Ơ, em tưởng mẹ dậy rồi chứ? Có bao giờ mẹ nghỉ tập thể dục đâu?" quang có vẻ lo lắng hay là mẹ bị ốm nhở để anh nên xem thế nào chờ em em lên cùng anh hai vợ chồng ông quang bà thu lên tới cửa phòng đã nghe tiếng gáy quen thuộc ông quang thở phào mẹ đang ngủ gớm mệt gì mà gáy vang cả nhà như thế chứ bà thu kéo tay ông quang thôi mình đi xuống nhà đi để cho mẹ ngủ thêm một lúc nữa bảy giờ rồi lên gọi anh ạ tới bảy giờ chưa thấy bà nội dậy, thằng Quân có vẻ lo lo. Lạ thế nhỉ? Chưa bao giờ nội dậy muộn như vậy. Để con lên gọi nội dậy xem. Nó chạy lên phòng, thấy cửa hé, nó liền đẩy cửa đi vào, thấy nội nó nằm chồng mông lên ngủ, nó bật cười rồi gọi. "Nội ơi, nội, nội dậy thôi nội ơi." Tôi mở mắt ra và quay lại nhìn nó. "Ừ, nội dậy đây." Nó vừa nhìn thấy mặt tôi, nó đã hét toáng lên. Cô là ai? Sao cô lại ở trong phòng của nội tôi hả? Nội tôi đâu rồi? Nội tôi đâu rồi hả? Tôi còn đang ngái ngủ, nghe nó quát mà tôi giật mình tỉnh ngủ luôn. Ơ kìa, cháu yêu của bà sao thế? Bà đây mà, cháu bị hoa mắt à? Nó lắp bắp. Cô là ai? Nội tôi đâu rồi? Cô bắt cóc nội tôi rồi đúng không? Cô máu nói đi, nội tôi đang ở đâu hả? Tôi không hiểu gì, tự dưng mới sáng sớm mà thằng cháu yêu của tôi nó đã ăn nói liên thiên rồi nó la hét to quá làm bố mẹ nó ở dưới nhà nghe tiếng và chạy sồng sộc lên vừa nhìn thấy tôi bọn nó đã trợn tròn mắt và lắp bắp cô là ai sao cô lại ở trong phòng của mẹ tôi mẹ tôi đâu rồi hả thằng quân nó gắt lên bố ơi con nghi cô ta bắt cóc bà nội rồi bố ạ à. giờ mình mau báo công an đi bố Tôi mới điên quá, gào lên. Chúng mày bị cái gì thế hả? Giờ tao già tới mức chúng mày không nhận ra tao nữa phải không? Mới sáng ra đã ăn nói vớ vẩn, có tin là tao cho mấy cái cán trổi vào đít không hả? Cô con dâu của tôi có vẻ bình tĩnh hơn, nó dụi dụi mắt rồi hỏi tôi. "Này cháu gái." Cô hỏi thật cháu, cháu biết bà Lan đi đâu rồi không? Tôi hét lên. "Ơ ờ, hay, tôi là bà Lan đây. Mấy đứa bị hoa mắt à?" sao lại ăn nói linh tinh như thế chúng nó trố mắt lên kinh ngạc con trai tôi nó chợt nhớ lại nhìn cô quen lắm à nhớ ra rồi cô nhìn giống mẹ tôi lúc trẻ nhìn rất giống mà tại sao cô lại ở trong nhà tôi vậy mẹ tôi đi đâu rồi trời ơi là trời mẹ đây mà là mẹ đây mà sao hôm nay các con không nhận ra mẹ thế hả con thằng quân lắp bắp cô soi gương đi ạ cô nói cô là bà nội của tôi vậy cô soi gương đi rồi hãy nói tôi mới đi lại soi gương và tôi thấy một cô gái trẻ đẹp ở trong gương tôi hét toáng lên cô là ai sao cô lại trốn vào trong gương nhà tôi thế à rồi cả nhà tôi nhìn nhau hét lên a à! một lúc sau cả nhà đã bình tĩnh lại và ngồi nói chuyện với nhau tôi ngồi một bên còn mọi người ngồi một bên bọn họ cứ nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt tôi hoang mang quá lòng nóng như lửa đốt rõ ràng là mẹ mà sao tự dưng mẹ lại biến thành một thiếu nữ thế này nhỉ chẳng lẽ thời gian quay ngược về mấy chục năm trước à thằng quân lắc đầu không chấp nhận không đúng nếu thời gian quay trở lại mấy chục năm trước thì làm sao có bố mẹ con và con được ạ à? nó nói đúng cái thời gian tôi còn trẻ như thế này tôi còn chưa lấy chồng thì làm sao mà có con có cháu được nhỉ mọi chuyện quá hoang đường thằng quân nó quát tôi thôi cô đừng có diễn trò nữa cô giấu bà nội tôi đi đâu rồi hả tốt nhất là cô mau thả bà nội tôi ra đi đừng để tới lúc cảnh sát đến điều tra thì cô sẽ phải trả giá đắt đấy ông quang liền ngăn con trai lại quân con bình tĩnh lại đi con ngồi xuống đi để bố nói chuyện rồi ông quang nghiêm túc nói cô nói cô là mẹ của tôi là bà nội của thằng quân vậy cô thử nói vài ví dụ để chứng minh đi Tôi liền nói: "Mẹ nói thật, mẹ chính là mẹ của các con và là bà nội của thằng Quân. Không hiểu tại sao sáng nay ngủ dậy, mẹ lại biến thành cô gái trẻ như thế này. Nhưng các con phải tin mẹ." "Được, để chúng tôi tin cô thì cô phải kể một vài bằng chứng." Tôi liền kể: "Con là Quang, con trai của mẹ, con 50 tuổi và có hai cái bớt đỏ ở mông. Ngày bé, con sang nhà ông Bình tắm ao và suýt bị chết đuối, may có ông Bình cứu kịp thời." Còn nữa năm con vào lớp 1 thì có con chó của con bị người ta bắt trộm. Con đã khóc rất nhiều và không đi học. Bố mẹ phải đi tìm mua cho con một con khác về nuôi, con mới chịu đi học. Mẹ nói có đúng không? Ông Quang gật đầu. Đúng rồi, đúng rồi. Còn vợ con tên Thu, 48 tuổi. Con là con ông Sơn, bên xóm bên. Mười năm trước nó bị ngã xe nặng lắm. Mãi ba năm sau nó mới khỏi hoàn toàn, đúng chưa nào? Mọi người gật đầu lia lịa. Đúng, Đúng là vậy mà. Tôi nhìn thằng Quân cười. Còn cái thằng chó con này của bà, mẹ nó đẻ rơi nó trong nhà vệ sinh. Mẹ nhớ lúc con thu kêu ầm lên, mẹ vội chạy vào, thấy nó nằm gọn trong cái bồn cầu. <laughs> lại bảo là không đúng đi. Giờ 25 tuổi rồi nhưng chưa có bạn gái, sáng nào mẹ cũng vào vỗ mông nó vài cái xong mới đi tập thể dục được. Cả nhà nghe tôi kể như vậy thì gật đầu lia lịa. Đúng là mẹ rồi, sao tự dưng mẹ lại trở thành ra như thế này chứ? Chuyện này mà kể ra ngoài, chắc không ai tin nổi đâu mẹ ạ. Ừ, đến mẹ còn không thể chấp nhận nổi sự thật hoang đường này nữa là mọi người. Chết giờ rồi. Làm sao để mẹ quay về được như cũ bây giờ? Các con nghĩ cách giúp mẹ đi. Thằng Quân khẽ nói, "Để con thử ví dụ hỏi bạn con xem, nó là bác sĩ, không biết có cách gì không." Lạ thật, đang 80 tuổi, sau một đêm lại biến thành cô gái 20 tuổi. Sao lại có chuyện hư cấu như thế này nhỉ? Một tuần trôi qua, Cả nhà tôi ai cũng mất ăn mất ngủ vì tôi. Đêm nào họ cũng canh tôi ngủ để xem tôi có trở lại như cũ được không. Nhưng mà không được, tôi vẫn là cô gái 20 tuổi. Tôi còn sợ không dám nhìn mình trong gương nữa vì tôi đang quen nhìn khuôn mặt nhăn nheo, già nua của mình. Giờ tự dưng mặt mũi căng bóng, trắng trẻo, tóc đen láy, tôi cảm thấy không quen. Cả ngày tôi không dám thò mặt đi đâu cả. Tôi sợ mọi người xung quanh biết chuyện, họ sẽ sợ tôi mà nói thật là sẽ chẳng ai tin được cái chuyện hoang đường này cả. Thằng Quân đến tìm bạn nó, bạn nó là giám đốc bệnh viện lớn. Nó hỏi bạn nó: "Này Phong, tôi muốn hỏi cậu một chuyện này." "Ừ, cậu hỏi đi." Quân gãi đầu gãi tai. "Tôi ví dụ thôi nhé, giả sử bây giờ có một người đang 80 tuổi, nhưng sau một đêm ngủ dậy lại trở thành một cô gái 20 tuổi trẻ trung xinh đẹp thì cậu nghĩ sao về chuyện đó?" phòng tò mò nhìn Quân. Sao tự dưng cậu lại hỏi vấn đề đó vậy? Cậu cứ trả lời tôi đi đã. Trên thế giới cũng có vài trường hợp, họ đã già hơn 70 tuổi nhưng họ uống thuốc và tập thể dục, họ khỏe mạnh, trẻ trung và chậm lão hóa hơn, nhưng nhìn họ chỉ trẻ hơn tầm 20, 30 tuổi thôi, chứ chưa có trường hợp nào mà trẻ tận 60 tuổi như cậu nói cả. Và đó là cả một quá trình tập luyện chứ không phải là sau một đêm được. Ví dụ mà cậu nói là không thể xảy ra được. Quần vò đầu bứt tai. Tôi cũng thấy hết sức hoang đường, nhưng đó là sự thật. Hả? Cậu nói gì cơ? À, tôi đùa thôi. Chuyện hoang đường đó làm sao mà có thật chứ? Thôi, cậu làm việc đi, tôi về đây. Phòng tiễn bạn ra cửa. Thế cậu về nhá, chủ nhật rảnh tôi qua thăm nội. Lâu không gặp nội rồi, nhớ nội ghê. Quần cười gượng. À, ừ, tôi về đây quân về rồi phòng ngồi cười cậu ta hôm nay bị làm sao vậy nhở hỏi chuyện đâu đâu quân đi làm nhưng không chú tâm vào công việc suốt ngày lên mạng tìm hiểu chuyện của bà nội hoàng bạn của quân cũng là giám đốc của quân thấy vậy liền hỏi này quân quân quay đầu lại tôi đây cậu bảo gì tôi mấy hôm nay trông cậu lạ lắm có chuyện gì à không có cậu nói thật đi có cần tôi giúp gì không cậu cứ nói ra tôi nhất định sẽ giúp cậu cảm ơn cậu tôi không sao mà hoàng động viên quân tôi không biết là cậu đang gặp chuyện rắc rối gì nhưng cậu hãy nhớ còn có tôi nhé tôi sẽ giúp cậu khi cậu cần tôi biết rồi tôi cảm ơn cậu nhiều quân biết là hoàng rất tốt quân và hoàng chơi với nhau từ nhỏ nhưng mà quân cũng không dám kể cho hoàng nghe được vì quân biết chuyện hoang đường đó kể ra sẽ không ai tin nổi ngay cả bản thân anh còn không tin được nữa là người ngoài cả tuần nay quân tìm hiểu chuyện của bà nội mình nhưng không có kết quả gì vì không có trường hợp nào đặc biệt như trường hợp của bà nội anh cả tại sao chuyện hoang đường vô lý này lại xảy ra với gia đình anh càng nghĩ anh càng thấy mọi chuyện rối tinh lên lại thêm một tuần nữa trôi qua sau hai tuần ở nhà tôi thấy cuồng chân kinh khủng. Tôi chưa bao giờ ở nhà lâu như vậy cả. Hôm nay tôi quyết định đi ra ngoài tập thể dục cho tinh thần sảng khoái. Mặc dù tôi đã trở về cái thời còn trẻ, nhưng tôi vẫn chưa đi chợ mua quần áo mới được, nên tôi vẫn mặc mấy cái bộ quần áo các cụ cũ. Và sáng nay cũng thế, tôi ngủ dậy và quên bé mất mình trẻ. Tôi cứ nghĩ mình đang ở tuổi 80 nên tôi vô tư đi ra công viên để tập thể dục. Tôi đi tới đâu, người ta cũng nhìn tôi có người còn lẩm bẩm con bé kia ăn mặc kiểu gì vậy trời tôi nghe thấy nhưng tôi lại tưởng họ nói ai nên tôi không quan tâm và đi một mạch ra công viên thấy ông bình đang ngồi cùng cháu gái ở ghế đá bên kia tôi hớn hở đi sang hai ông cháu đi tập thể dục sớm thế ông bình nhìn tôi với ánh mắt tò mò còn đứa cháu gái thì nhìn tôi chằm chằm như kiểu tôi là người ngoài hành tinh vậy tôi liền ra vỗ vào mông ông bình mấy phát cái ông già này, hôm nay ông bị làm sao thế hả? Nhìn thấy tôi mà mặt cứ đờ 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 ra thế hả? Ông Bình sợ co rúm người lại, còn cô cháu gái hét lên. Đồ biến thái, đến ông già cũng không tha. Tôi ngây người ra, chưa hiểu tại sao. Ơ, kìa. Nói xong, nó kéo tay ông Bình đi. Ông ơi mình về thôi, mới sáng ra đã gặp cái con dở hơi rồi. Nhìn mặt mũi cũng trắng trẻo xinh gái đấy, thế mà lại ăn mặc đồ bà già, lại còn vỗ mông ông già nữa chứ, hay là nó bị tâm thần ông nhỉ? Ông Bình gật đầu. Ông cũng thấy lạ, mà nhìn con bé này quen quen cháu ạ. Chắc ông đã gặp con bé ấy ở đâu rồi, mà ông không nhớ. Thôi thôi, nhìn cái kiểu của nó là cháu biết nó bị tâm thần rồi. Lần sau đi tập thể dục, ông phải cẩn thận đấy. Ông Bình và cháu đi khuất, tôi mới chợt nhớ ra. Tôi lấy hai tay che mặt. Thôi chết rồi, mình đang ở độ tuổi 20 mà, đã vậy mình lại mặc đồ bà già 80 Xong lại vỗ mông ông Bình nữa chứ Trời ơi Bảo sao nó chửi mình tâm thần cũng phải thôi Sau đó tôi chạy thẳng về nhà Ngồi im một chỗ Rồi bật khóc Ông trời ơi Sao ông ác với tôi vậy Tôi đang 80 tuổi Ông lại biến tôi về cái tuổi đôi mươi thế này Bây giờ tôi phải biết làm sao đây Ông làm ơn cho tôi trở về đúng độ tuổi của tôi đi Chứ cứ như thế này Tôi không dám ra đường đâu Trời ơi là trời thấy tôi ngồi khóc nức nở, con dâu tôi mới vội lại gần hỏi tôi. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy mẹ? Tôi òa khóc to. Hôm nay mẹ ra đường, người ta chửi mẹ là tâm thần đó con ơi. Mẹ phải làm sao bây giờ hả con? Nó tức lồng lộn lên. Đứa nào dám chửi mẹ thế? Mẹ nói đi, nó là đứa nào, để con đập vỡ mặt nó ra. Cháu ông Bình đó con. Cái Thủy á, sao nó lại nói mẹ như thế chứ? Vì mẹ quen thói quen cũ là vỗ mông ông Bình đó. Nó thấy thế liền chửi mẹ là giờ hơi, là tâm thần đó con. À, thì ra là vậy. Rồi con dâu ngồi xuống, nói với tôi. Mẹ ơi, bây giờ mẹ không phải là bà Lan 80 nữa, mà mẹ là cô Lan 20 tuổi. Thế nên mẹ phải giữ ý tứ một chút, không được vỗ mông bắc bình như trước được đâu. Vì giờ mọi người không nhận ra mẹ đâu mẹ. Họ chỉ nghĩ mẹ là một cô gái trẻ thôi, mà một cô gái trẻ Ai lại đi vỗ mông ông già Nên người ta hiểu lầm là đúng ạ à. Tôi vẫn ấm ức khóc Sao lại thành nông nỗi này chứ Mẹ thấy không quen Dạ chúng con cũng thấy không quen Nhưng mình phải cố gắng thôi mẹ Giờ mẹ phải vui vẻ Lạc quan lên Mà giờ mẹ trẻ đẹp thế này Mẹ phải thấy vui vẻ hơn trước chứ Người ta mong trẻ đẹp như mẹ còn không được Tôi thở dài Nhưng mà mẹ không quen Mẹ đang sống cuộc sống yên bình Tự dưng quay về cái tuổi trẻ trâu thế này Mẹ chịu sao nổi chứ Mẹ phải tập cho quen đi mẹ Bởi vì bây giờ cũng đâu có cách nào để trở về như ngày xưa được Thế nên giờ mẹ sống theo độ tuổi 20 đi Tôi ngồi buồn bã Mãi không thể vui vẻ lên được con dâu tôi nó nhìn bộ quần áo tôi đang mặc rồi lắc đầu. Không được rồi, giờ mẹ phải thay đổi để phù hợp với tuổi của mẹ đi. Để con gọi cho thằng Quân. Bảo nó chiều hết giờ làm, về nhà sớm rồi đưa mẹ đi shopping, giờ mẹ phải ăn mặc trẻ trung lên, rồi làm tóc, làm móng nữa, ai lại ăn mặc như thế này được. Tối hôm đó, thằng Hoàng chờ thằng Quân về tới cổng. Quân mở cửa xe rồi nói: "Cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Cậu về cẩn thận nhé." Hoàng cau mày lại: "Sao dạo này cậu khách sáo với tôi thế hả? Với lại, tôi đã đến đây rồi, cậu không mời tôi vào nhà cậu à?" Quân tái mặt lại, anh sợ Hoàng vào nhà chơi sẽ phát hiện ra chuyện động trời kia nên anh vội xua tay. Thôi, để khi khác đi, giờ cậu về đi, tôi vào thay quần áo cũng đi có việc luôn bây giờ, không có ai tiếp cậu đâu. Cậu về đi nhé, để hôm khác thì vào chơi. Hoàng lắc đầu. Tôi vào chơi với bà nội mà, cậu làm gì mà cứ đuổi tôi về thế hả? Hoàng vừa nói, vừa bước xuống xe, mở cốp, xách túi quà. Tôi mua biếu bà nội ít đồ, cậu bận gì thì cứ đi đi, tôi vào chơi với nội một lúc rồi tôi về quân hoảng quá vội nói ấy đừng nội đang bị ốm cậu đừng có vào vì nội sẽ không gặp cậu đâu hoàng vẻ mặt đầy lo lắng nội ốm à ốm thế nào sao cậu không bảo tôi để tôi tới thăm nội sớm hơn cái cậu này chán thật đấy vừa nói hoàng vừa đẩy cửa đi vào trong nhà khiến quân không kịp trở tay quân cuống cuồng lên thôi chết rồi cậu ấy mà vào nhìn thấy nội tôi như vậy thì phải làm sao đây quân chạy theo hoàng rồi gọi lớn lên để đánh tiếng mẹ ơi mẹ ơi có hoàng bạn con tới lúc đó mẹ thằng quân đang phơi đồ trên sân thượng nên nó không nghe tiếng tôi nằm ở phòng khách nghe tiếng cháu yêu gọi tôi mới bật dậy chạy ra cháu yêu của bà đã về rồi à đúng lúc đó tôi lại quên mất tôi chạy ra thấy thằng quân và thằng hoàng tôi mừng quính lên quân nơi hoàng ơi hai thằng chó con của bà ơi hoàng đứng sững người lại khi thấy tôi chạy ra còn thằng quân thì mặt méo sạch lại tôi hớn hở chạy ra vỗ mông thằng hoàng hai phát rồi vỗ mông thằng quân hai phát hai thằng chó con của bà sao lâu rồi không thấy thằng hoàng sang chơi với bà thế hả thế dạo này có bạn gái chưa bà chờ ăn cỗ của bọn mày mà dài cổ rồi đấy này thằng quân đứng như trời chồng lắp bắp nói mãi không thành tiếng còn thằng Hoàng thì mặt đỏ vì xấu hổ, khổ quá. Hai lăm nồi bánh trưng mà nó chưa bao giờ bị gái vỗ mông như thế cả, nên nó thấy xấu hổ vô cùng. Nó đứng gãi đầu ngơ ngác, không hiểu gì. đã thế tôi còn lao vào ôm cổ nó thì thầm: vào nhà đi con, hôm nay con phải ở lại ăn cơm xong mới được về đấy nhá. Hoàng lại càng xấu hổ, nó rơi túi đồ vào chân. à đau quá. thằng Quân vội kéo tay tôi vào trong nhà. Nó nói nhỏ vào tai tôi, "Bà ơi, bà quên rồi à? Sao bà lại để Hoàng nhìn thấy bà trong bộ dạng này ạ?" À? Tôi mới ngớ người ra, rồi hốt Hoàng bịt mồm lại. Thôi chết bà rồi, bà quên mất. Thế tính sao đây? Phải làm sao đây hả con? Con cũng không biết nữa, giờ cứ lựa lựa mà tính thôi vậy. Rồi thằng Quân đi ra, ngồi với Hoàng ở phòng khách. "Cậu uống nước đi, ăn táo đi." Hoàng gãi đầu hỏi, "Này, cô bé vừa nãy là ai thế cậu cô bé nào nhở? hoàng đỏ mặt cái cô mà lúc nãy chạy ra vỗ mông tôi và cậu á quân cười gượng à đứa em họ của tôi ở quê mới lên đó cậu khổ quá tính nó vô tư có gì cậu bỏ qua cho nó nhé hoàng gật đầu cười ừ không sao thế bà nội cậu đâu rồi à lúc chiều các bác ở quê lên đón bà nội tôi về quê chơi rồi cậu ạ à tôi cũng vừa mới biết thôi ờ vậy hả bà già rồi cứ để bà đi chơi cho thoải mái đầu óc cậu ạ à. quân thở phào nhẹ nhõm may quá cậu ấy không nghi ngờ gì mà nội cũng kỳ ghê lúc giả hay vỗ mông giờ trẻ lại rồi cũng vẫn vỗ mông người khác đúng là đã mê trai thì có đầu thai cũng không hết mê trai được <laughs> hoàng vỗ vai quân này cậu đang lẩm bẩm cái gì thế hả quân giật mình quay lại à không có gì. Thế sao cậu không về đi hả? Lại đuổi rồi. Mấy khi tôi sang đây chơi mà cậu không mời tôi ăn bữa cơm được à? Bạn với trà bè. Quân lắc đầu từ chối. Cơm cháo gì chứ? Cậu về đi cho sớm. Không lát nữa tối khó đi đấy. Tôi ăn cơm xong mới về. Cậu đừng có mà đuổi nữa. Mất công. Nói là làm. Hoàng xuống bếp phụ mẹ Quân làm cơm tối. Để con phụ bác nha. Thôi, con cứ lên ngồi chơi với thằng Quân đi, bác làm ù một tí là xong thôi mà. Dạ, con không sao ạ. Thằng Quân lên phòng tôi dặn dò. Nội ơi, con dặn nội nhá. Lát xuống ăn cơm, nội phải giữ mồm giữ miệng. Tránh để thằng Hoàng biết chuyện nha. Con nói với nó, nội là đứa em họ ở quê mới lên. Nội nhớ nha. Ừ, nội nhớ rồi. Mà lát con đưa nội đi mua quần áo nha. Chưa giờ nội cứ như thế này mà mặc đồ cụ già. Người ta bàn ra tán vào đó con. Nó gật đầu, con cũng tính như vậy đó Giờ nổi mới 20 tuổi Mà sao mặc quần áo các cụ như thế này được chứ Tôi bắt đầu thích nghi dần Với cuộc sống của cô gái 20 tuổi Nhưng nhiều thói quen cũ Tôi vẫn không thể sửa được Nhưng tôi sẽ cố gắng để hoàn thiện mình hơn Đây mới chỉ là bắt đầu thôi Còn nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi tôi ở phía trước Có khách quý tới chơi Nên mẹ thằng Quân làm bao nhiêu là món ngon Cả nhà ngồi ăn cơm theo thói quen cũ là bọn nó gắp thức ăn cho bà nội nó đầu tiên và lần này cũng thế, mẹ thằng Quân gấp thức ăn cho tôi và nói Mẹ ăn đi ạ. Tôi trột dạ, chưa biết nói thế nào thì thằng Quân liền đá vào chân mẹ nó một cái để ra hiệu. Mẹ nó vội chữa lời Lan, cháu ăn đi, đừng ngại nhé. Cả Hoàng nữa, ăn nhiều vào nhé. Hai đứa cứ ngại là chết đói đấy. Thằng Quân nói hùa theo mẹ nó Đúng đấy, Lan ăn đi. Đừng thấy anh Hoàng đẹp trai mà tít mắt vào cứ vớ vẩn anh tống cổ về quê đấy. Tôi thấy hơi bực đường đường là bà nội của chúng nó mà bây giờ đùng một cái xuống thành em họ nó thế mới bực chứ đôi khi hoàn cảnh nó xô đẩy mình vào tình huống chớ treo như lúc này đây tôi khẽ gật đầu rồi cố gắng nói ngọt hết sức có thể ừ, em biết rồi ạ hoàng cười em họ cùng tên với bà nội nha mà em không có quần áo để mặc à sao lại mặc đồ của bà nội thế thằng quân trả lời giúp tôi à con nhỏ này vội đi chơi quá nên quên không mang theo quần áo đó lên đây rồi mới nhớ ra nên mặc tạm đồ của bà nội tôi đang tính lát ăn xong đưa nó đi mua ít đồ đây này thế à thế để tôi chở hai anh em đi đằng nào xe cậu cũng đang sửa mà không không cậu cứ về đi tôi không phiền cậu nữa đâu có phiền gì đâu tôi cũng đang rảnh mà về nhà sớm một mình buồn lắm cậu cứ đùa tôi cậu là giám đốc công ty lớn lại rảnh rỗi thế ai mà tin được chứ hoàng cứ khẳng định là mình dỗi và đòi đưa tôi cùng quân đi mua đồ bằng được. Cậu ta nhiệt tình tới mức tôi và quân không thể từ chối nổi nên đành để cậu ta đưa đi. Thế là ăn uống xong, chúng tôi lên xe hoàng chở đi mua đồ. Quân còn dặn đi dặn lại. Nội nhớ lời con dặn chưa? Từ giờ phút này nội là Lan, em họ của con. Nội đã nhớ chưa ạ? Tôi lườm nó. Thằng cha mày, đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Kẻo nát đít với nội. Con đâu dám, chẳng qua con sợ nhiều người biết chuyện sẽ bàn tán không hay về nội thôi nên nội chịu khó làm em họ của con một thời gian thôi khi mọi chuyện trở về như cũ rồi nội muốn làm gì cũng được hết tôi thở dài đành vậy chứ biết làm sao bây giờ đau đầu thiệt thôi mình đi thôi hôm nay con sẽ lựa cho nội thật nhiều đồ đẹp nội đừng có buồn nha hai thằng oắt con nó đưa tôi vào một hãng thời trang lớn nhìn quần áo váy vóc mà tôi hoa hết cả mắt nhiều đồ đẹp quá Tôi vốn quen đi khom lưng kiểu bà già trước rồi, nên giờ có quay lại cái thời trẻ thì tôi vẫn đi kiểu khom lưng. Thằng Quân thấy thế liền vỗ vào lưng tôi nói: "Lan ơi, em đi thẳng cái lưng lên, em mới 20 tuổi thôi mà cứ đi cái kiểu bà cụ thế à?" Tôi quay lại, định vỗ mông nó vài phát, nhưng tôi chợt nhớ ra là có Hoàng đi bên cạnh, nên tôi cố kìm cơn bực lại, khẽ nói: "Dạ." Hoàng cứ nhìn tôi cười tủm tỉm Tôi liền gắt Cười cái gì mà cười hả Hoàng gãi đầu nói Lần đầu tiên anh thấy một cô gái khác người như em đấy Lan ạ à. Khác cái gì mà khác hả Tôi là... tôi khác người ở chỗ nào Thằng Quân vội kéo tôi lại Anh thấy cái váy này đẹp đấy Em mau vào thử đi Cả cái này nữa Cái này nữa Thằng Quân nó ấn vào tôi một đống váy Rồi bắt tôi vào phòng thử đồ Hai thằng ở ngoài nói chuyện với nhau thằng quân nói hoàng này cậu đừng có trêu em họ tôi nhé nó điên lên là nó đánh cho đấy lúc đấy đừng có trách tôi không bảo trước hoàng cười em họ của cậu thú vị thật đấy tôi chưa gặp ai như thế luôn á người gì mà lạ lùng khó tả như vậy nhỉ quân nghĩ trong bụng Ái chà nó đang khen bà nội mình hay là chê vậy nhỉ cậu mà hỗn với nội tôi là cậu chết chắc đấy hai nhân viên nữ tư vấn thử đồ cho tôi xong nói chị mặc chiếc váy này đẹp quá chị ạ chị mà làm tóc nữa rồi trang điểm nhẹ nhàng là quá đẹp luôn giờ em mời chị ra ngoài ạ tôi vừa bước ra thằng quân và thằng hoàng không nhận ra tôi chúng nó tròn mắt kinh ngạc đẹp quá hoàng gật đầu đẹp thật đó em mà làm tóc trang điểm nhẹ nhàng nữa là tuyệt vời luôn tôi đang mặc đồ rộng giờ mặc váy bó sát cứ thấy khó chịu mặc thế này kỳ lắm Thằng Quân nó cau mày nhìn tôi. Kỳ cái gì mà kỳ, mặc như vậy mới đúng là người, chứ ai lại mặc đồ của bà nội thế bao giờ. Em ơi, anh lấy tất cả chỗ váy này, em tính tiền giúp anh đi. Em nhân viên ôm đống váy ra quầy thanh toán, tôi nhìn giá trên mắc váy mà giật mình. Trời ơi, gần 4 triệu một cái váy, sao mắc như vậy chứ, mắc vậy không mua nữa. Hoàng vội nói, em cứ lấy đi, coi như anh mua tặng em, lấy hết đi nhá. Thôi, mắc vậy tôi không lấy đâu, để mai tôi ra chợ mua đồ cho rẻ mà đẹp lắm. Có 100.000 một bộ thôi nha, mà tha hồ mặc, chứ đổ đây đắt như vàng thế này, mua sót tiền lắm." Quân liền nói, "Em họ cứ nhận hết đi, bạn anh nó là giám đốc của anh, nó thiếu gì tiền mà em phải lo, lấy hết chỗ váy này luôn đi." Hai thằng nó hùa vào với nhau nên tôi không thể làm gì được nữa. Ôm đống váy ra xe mà tôi rót ruột thế, mấy chục triệu chứ có ít ỏi gì đâu. Cứ để tôi ra chợ mua Thì 10 cái váy tầm một triệu bạc Tha hồ mà mặc Xót hết cả ruột mà không làm gì được Tôi cứ tưởng đi mua quần áo xong Là được về nhà Nhưng mà không phải Hai thằng cháu yêu quý của tôi Nó lại đưa tôi vào xốp giày ngay cạnh đó Rồi hai đứa chúng nó chọn giày dép cho tôi Hoàng cầm đôi giày cao gót Có đính đá lấp lánh lên Đưa tôi Lan, em thử đôi này đi Nó hợp với cái váy của em đang mặc đó Thằng Quân gật đầu. Được đấy, em họ mau tới thử đi. Tôi lắc đầu. Ôi, nó cao thế, sao mà đi được chứ? Giờ người ta đều đi như vậy cả. Em cứ đi vào thử đi. Tôi thấy đôi giày cao thế, tôi sợ rồi. Nhưng mà hai thằng danh con cứ bắt tôi phải đi vào, nên tôi đành phải đi. Vừa dò chân vào, tôi đã loạn choạng rồi. Tôi đi thành kiểu vòng kiêng, mới điên chứ. Chân thì đi vòng kiêng, lưng thì không không, chồng chả giống ai. Thế mà đứa nhân viên bán giày cứ khen đẹp, khiến hai thằng danh kia lại càng được đà bắt tôi đi giày cao gót. Rồi chúng nó lại chọn thêm cho tôi mấy đôi nữa để đi thay đổi. Tôi ngắp ngắn ngắp dài nhìn hai thằng. Thế mua xong rồi, về được chưa Thằng Quân gật đầu. Được rồi, giờ chúng ta về thôi. Chúng nó bắt tôi phải đi luôn đôi giày đó. Hai thằng đi trước Tôi bước loạn trọng theo sau, đang bước đi thì tôi vấp chân phải thanh gỗ nhỏ trên đường, thế là tôi ngã nhào. Dầm, hai thằng hốt hoảng quay lại, thấy tôi ngã cắm mặt xuống đất, dập cả mũi, máu chảy ra, hai đầu gối cũng bị chảy chảy máu, đau điếng cả người ngợm rồi. Trời đất ơi! Thấy tôi bị chảy nhiều máu quá, lại gần bệnh viện chỗ bạn của thằng Quân, nên chúng nó đưa tôi vào viện, chính tài thằng Phong băng bó vết thương cho tôi thằng quân và thằng hoàng ngồi bên cạnh vẻ mặt rất lo lắng. thằng phong vừa băng bó vừa nói: lần sau em đi đứng phải để ý vào. ngã thế này để lại sẹo xấu gái lắm đấy. tôi lạ thế, cứ gặp người quen là tôi lại quên bén mất mình đang là ai. tôi giơ tay vỗ mông thằng phong một cái rồi cười nói: bà biết rồi cháu ạ. thằng phong giật nảy mình trợn tròn mắt lên nhìn tôi. này cô bé, em bao nhiêu tuổi rồi? em cứ xử kiểu gì thế hả? Tôi mới giật mình nhớ ra. Thôi chết rồi, mình lại vỗ mông nó rồi. Tôi cười ngại ngùng. S xin lỗi. Phòng gật đầu nói. Ừ, không sao. Nhưng mà lần sau ấy em phải chú ý nha. Không là người ta đánh giá mình đấy. Anh là bạn của quân nên không sao cả. Tôi xấu hổ lắm mà không biết phải làm thế nào nữa. Tôi ngồi im lặng luôn. Phòng thấy tôi nhăn mặt nên hỏi. Có đau lắm không? Cũng hơi đau ạ. Nghe Quân nói em là em họ của cậu ấy hả? Em bao nhiêu tuổi rồi? Tôi chưa quen cách xưng hô nên cứ trả lời chấm không. 20 Ừ, anh bằng tuổi Quân. Anh và Quân với Hoàng là bạn thân từ nhỏ. Anh cũng theo Quân về quê chơi mấy lần rồi. Mà sao anh không gặp em nhở? Tôi cười gượng, không trả lời, phòng cười. Mà tụi em bây giờ nhanh lớn lắm có gặp chắc anh cũng không nhận ra. Xong rồi, giờ anh kê đơn thuốc cho em, về nhà nhớ uống nha. Vâng, cảm ơn. Không sao đâu, chỗ thân quen cả, em không cần phải khách sáo. À, bà nội có khỏe không em? Nửa tháng rồi anh chưa gặp bà nội. Ừm, uhm, anh đang tính ngày mai kia sang thăm bà đây. Tôi gãi đầu và nghĩ bụng. Bà nội mày đang ngồi trước mặt mày đây, chẳng qua là bà mày tự dưng bị quay về cái tuổi đôi mươi nên chúng mày không nhận ra thôi. Phòng hỏi lại tôi, bà nội có khỏe không em? À, bà cũng không khỏe lắm, nhưng mà giờ bà không có ở nhà đâu, bà về quê chơi rồi. Ờ, vậy à? Thế thôi để lúc khác anh qua thăm bà vậy. Thế em lên trên này học à? Em học trường nào? Tôi bắt đầu thấy bực khi cậu ta cứ hỏi tôi nhiều chuyện. Tôi quay ra vẫy vẫy thằng Quân. Anh Quân ơi! Thằng Quân đứng dậy. Dạ, cháu đây. À, anh đây, em họ. Thằng Hoàng và thằng Phong ngơ ngác nhìn thằng Quân. Thằng Hoàng nháy mắt. Dạo này tôi thấy cậu lạ lắm nha. Ăn nói thì lung tung hết cả lên thế. Lúc đi mua đồ tôi còn thấy cậu gọi em họ cậu là bà nội nữa đấy. Phong quay ra, hùa với Hoàng trêu Quân. Chắc dạo này nó ế quá nên ngu người đấy Hoàng ạ. Trước cậu bảo giới thiệu em gái cậu cho nó mà. Hoàng gật đầu. Thì em gái tôi cũng sắp về rồi. Trước nó bảo với tôi là nhắn tin cho anh Quân mà có thấy anh Quân trả lời tin nhắn của nó đâu. Quân lắc đầu phản đối. "Thôi, tôi xin hai cậu. Hiện tại Hoàng đang làm giám đốc của tôi, cậu ta quản lý tôi chưa đủ à? Giờ lại để em gái cậu ta quản lý tôi nữa, thì sao mà tôi sống nổi đây?" Tôi nghe khoái chí quá, tôi liền bật cười ha ha, vừa cười tôi vừa vỗ tay hưởng ứng nữa. Cứ phải thế thì nó mới vào khuôn khổ được, chứ giờ nó ở nhà ngày nào nó cũng ngủ trương xác ra, bà gọi mỏi mồm dậy nó không thèm dậy. Cả ba thằng đang cười, bỗng im bặt và chằm chằm nhìn tôi. Tôi vô tư hỏi. Bà nói không đúng à? Sao chúng mày nhìn bà chằm chằm thế? Cả ba thằng há hốc mồm kinh ngạc. Thằng Quân liền gắt lên. Em ạ, em đang nói vớ vẩn gì đấy? Tôi mới giật mình và chữa luôn. Em đang nói những lời mà bà nội nói với anh hôm nọ mà. Hôm nọ em nghe bà nội nói với anh như vậy còn gì? À, ừ. Rồi thằng Quân quay ra bảo hai thằng bạn. Hai cậu thông cảm nhé, đứa em họ nhà tôi nó khác người ở chỗ đấy. Nhiều lúc á, nó cứ hồn nhiên vô tư, hơi quá đà ấy. Các cậu đừng để ý nha. Hoàng và Phong gật đầu. Đúng là khác người thật, nhưng không sao. Thế mới vui cửa vui nhà, đúng không? Quần lau mồ hôi trên trán. Ừ, đúng là vui thật. Thôi, chúng ta về đi, muộn rồi. Một tháng trôi qua, tôi vẫn chưa quay trở về với tuổi 80 như trước được. Và tôi bắt đầu thích nghi dần với cuộc sống hiện tại, tôi soi gương ngắm khuôn mặt trẻ măng của mình và gật đầu. Ông trời cho mình đẹp thì tội gì mình không nhận chứ? Giờ mình cứ trẻ đẹp đã, mọi chuyện sau này tính sau. Tôi bắt đầu quen dần với cuộc sống của một thiếu nữ tuổi đôi mươi mà tính nết của tôi thay đổi hẳn. Đúng như người ta vẫn thường nói, con người tính nết thay đổi theo độ tuổi. Trước ở cái tuổi 80, tôi khó tính bao nhiêu thì bây giờ khi ở cái tuổi 20 tôi lại dễ tính bấy nhiêu. Tôi dễ tính tới mức các con, các cháu của tôi phát hoảng luôn cơ mà. Trước này, ngày nào tôi cũng dậy sớm để đi tập thể dục, rồi gọi con dâu dậy nấu cơm nước, dọn dẹp cho cả nhà. Thế mà bây giờ tôi ngủ trương xác đến 8 giờ sáng, con dâu tôi gọi khàn cả cổ tôi cũng không dậy. Ngày trước, con dâu cứ làm gì không vừa ý là tôi chửi cho sấp mặt. Còn bây giờ, tôi thấy con dâu làm gì tôi còn hùa vào làm hộ nữa. Tôi thành một người hoàn toàn khác, nhưng mọi người không có ý kiến gì và còn bảo là tính cách như vậy mới phù hợp với độ tuổi 20 của tôi bây giờ. Từ khi nhà thằng Quân có cô em họ 20 tuổi ở dưới quê lên thì thằng Hoàng và thằng Phong đến chơi thường xuyên. Vui thì có vui thật, nhưng mà khi có bọn nó, tôi lại phải gọi cháu trai của mình là anh họ, còn con trai và con dâu của mình là bác. Tôi phải cư xử cho đúng để bọn nó không nghi ngờ nên tôi thấy hơi bất tiện và thấy không thoải mái. Em gái của thằng Hoàng mới về nước, nó cũng tới chơi, nó tên là Ly, cũng 20 tuổi, nó vốn rất thích thằng Quân nhà tôi. Hôm nay nó tới nhà mà nó thấy có thêm một cô em họ ở dưới quê lên, có vẻ không hài lòng. Lần đầu gặp nó, thấy nó đẹp, tôi thấy ưng mắt. chực cái Ly và thằng Quân mà thành đôi được thì quá tuyệt vời. Nó có điểm gì xấu mà thằng chó con nhà tôi nó lại cứ tránh mặt nó thế nhỉ? Tôi thì cứ muốn vun vén cái ly cho thằng Quân mà thằng chó con nó cứ lần như chạch. Còn Ly cứ ra ngồi cạnh nó là nó lại lảng đi chỗ khác luôn. Nhát gái như thế này thì đến bao giờ mới hết ế được. Bọn nó đang quay thịt, không có việc gì làm nên tôi vào nhà ngồi xem tivi thì cái Ly đi vào ngồi ở ghế bên kia, tôi mới nói: "Ly tự lấy nước uống nhá, cứ tự nhiên như ở nhà." Cái Ly nó không nói gì, nó đứng dậy đi rót cốc nước rồi nó nhìn tôi từ đầu tới chân cô là em họ của quân à tôi gật đầu ừ tôi nghe quân nói cô ở đây cũng hơn một tháng rồi cô có việc gì mà cứ ở đây lâu như vậy tôi nghĩ bụng con bé này nói thế là có ý gì vậy ta tôi khẽ nói à tôi có việc chắc tôi còn ở đây lâu nữa cơ cái ly nó nhìn tôi nghi ngờ hay là cô có ý gì với anh quân đừng có nói với tôi là cô thích anh quân nhé ái chà thì ra là nó đang ghen với tôi tôi lắc đầu không bao giờ có chuyện đó được đâu lì nó chẹp miệng mấy người nhà quê các người thì tôi lạ gì để được sống tốt trên thành phố nhiều người ở quê đã đánh đổi rất nhiều thứ để đạt được mục đích của mình tôi thấy lì nói vô lý quá nên tôi mới gắt lên tôi không phải là người như vậy tôi là em họ gần của quân mà nếu mà như cô nói thì người ta gọi là loạn luân đấy nó nhếch mép Đoạn luôn cái gì Đầy vụ anh trai ngủ với em gái ruột Lên báo ở Mỹ đó thôi Cô ăn nói cho tử tế nhá Anh em họ nhà người ta trong sáng đấy Nên cô cẩn thận cái mồm đi Tôi nói không đúng à Nếu cô không tin ấy Thì vào Google mà tìm hiểu Tôi thấy vô cùng bực mình Nó mà là cháu tôi Thì tôi vả cho tan mồm rồi Đúng lúc đó Hoàng đi vào Bọn anh nướng thịt xong rồi Hai đứa ra dọn bàn đi Để còn ăn thôi Tôi đang bực Nên đi thẳng còn cái ly vẫn ngồi lì đó hoàng thấy vậy lại hỏi em gái sao thế em mệt à nó thở dài em không mệt nhưng mà tim em mệt lắm anh ạ thế tim làm sao mà mệt nói anh nghe xem nào nó thở dài tự dưng lại có cô em họ của anh quân vào ở đây bảo sao anh ấy cứ lạnh nhạt với em hay là anh quân thích con bé đó rồi hả anh hoàng cau mày lại nhìn em và nói vớ vẩn em bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn rồi đấy còn thằng quân ấy thì từ trước tới giờ lúc nào nó chả lạnh nhạt với em tại em yêu đơn phương nó thôi chứ nó có yêu em đâu mà em than trách nó lì xị cái mặt xuống anh chả nói đỡ em một câu nào lại còn nói em như vậy nữa đau lòng quá hoàng dỗ em gái thôi thôi anh xin em được chưa thôi ra ngoài bày đồ ăn đi mau lên tôi đang bày đồ ăn ra đĩa thì cái ly đi ra tôi cũng hiểu là đôi khi vì quá thích một người ta sẽ thấy ghen tị với tất cả những người ở bên cạnh người đó, nên tôi thở dài và quyết định sẽ không để bụng chuyện đó. Chuyện nó sỉ nhục tôi, nhưng mà lòng vị tha của tôi lại đặt nhầm chỗ rồi. Cái ly cầm cái xiên thịt ở trên bếp than đỏ rực kia lại giả vờ chẹo chân, ngã ấn cả xiên thịt vào đùi tôi. Á! À, tôi lại mặc quần sóc ngắn, nên xiên thịt nóng làm tôi bị bỏng một vệt dài từ đùi xuống đầu gối. Nghe tiếng tôi kêu mọi người mới chạy lại Ly vẫn ngã nằm trên mặt đất Nên tôi và mọi người không thể trách móc nó được Thằng Hoàng đỡ tôi ngồi xuống ghế Còn thằng Phong thì chạy vào lấy đá trường cho tôi Thằng Quân đỡ cái Ly dậy và cau mày lại Ly, em cố ý đúng không? Cái Ly cãi Em bị ngã mà, sao anh lại nói em như thế chứ? Anh đang nghi ngờ em đúng không? Tôi mới bảo Quân Đó chỉ là không may thôi, anh đừng nói thế mà tội Ly Thằng Quân không nói ly nữa. Nó lại chỗ tôi xem vết bỏng của tôi thế nào, có nghiêm trọng không. Cái ly đứng nhìn ba người đàn ông cứ vây quanh tôi, lo lắng cho tôi thì nó lại càng điên hơn. Con nhà quê đó có điểm gì tốt mà được lòng cả ba người đàn ông thế cơ chứ? Ly đứng nhìn Quân lo lắng cho tôi thì cơn tức của nó càng dâng cao, nó mím chặt môi lại. Tức thật, chẳng lẽ mình lại thua cái con nhà quê đấy ư? Không nhất định mình sẽ đánh gục nó dưới chân mình. Mặc dù được chườm đá kịp thời, nhưng vết bỏng của tôi vẫn đỏ và phồng rộp lên. Tôi thấy hơi khó chịu, nhưng vì tôi muốn cháu trai của mình mau chóng thoát ế, nên tôi dĩ hòa vi quý và coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Mọi người ngồi vào bàn ăn, quân nó thấy ghét cái ly, nên nó ra ngồi cạnh chỗ tôi và lấy đồ ăn cho tôi. Em họ ăn tôm nhá. Thằng quân vừa nói, Người bóc tôm và để vào bát của tôi thằng hoàng thì cứ nhìn chằm chằm vào vết thương của tôi vẻ mặt đầy xót ruột lát nữa để anh đi mua thuốc trị sẹo cho em thằng phong liền nói cậu không cần bận tâm đâu vết sẹo đó của lan cứ để tôi lo cậu quên tôi là bác sĩ rồi sao hoàng có vẻ không vui thôi cậu còn phải chữa bệnh cho rất nhiều người mà chuyện của lan cứ để tôi lo phong lắc đầu nói thôi cậu cũng bận nhiều việc ở công ty mà cậu cứ về công ty đi để tôi lo cho em lan là được rồi hoàng và phong cứ tranh nhau lo cho vết bỏng của tôi tôi chẹp miệng rồi bảo tôi tự đi được không cần ai hết nói qua nói lại làm gì ván cả đầu quần bóc tôm để vào bát tôi và nói để lát anh đưa em họ đi tôi gật đầu ừ cái ly thế vậy mặt tôi sầm lại nó tức tới nỗi không thể nuốt trôi miếng thịt trong mồm ệ cái ly nó ọẹ rồi nó lấy tay bịt mồm và vội đứng dậy ra nhà vệ sinh nôn. Sau một hồi nôn nọe, mặt mũi nó đỏ tưng bừng lên. Nó nhìn cái khuôn mặt đáng thương của mình trong gương và nhếch mép cười. Mình đẹp, con nhà giàu, trình độ học vấn cao mà lại không có ai theo đuổi và cứ theo ai là bị đuổi. Còn con bé nhà quê đó không có gì nổi bật lại được lòng cả ba người đàn ông kia. Ủa, lý do là tại sao vậy nhở? Càng nghĩ, Ly càng thấy uất ức cả ba người đàn ông tranh giành nhau để được đưa cô ta đi bệnh viện. Còn mình bị ngã thì lại không ai hỏi một câu. Ngay cả bây giờ cũng không ai thấy sót ruột khi cô đi vệ sinh lâu hơn bình thường. Cả ba người đó còn đang bận tâm tới vết bỏng của cô gái quê mùa đó. Nuốt cơn uất ức vào trong, Lì đi vào với bộ dạng vui vẻ. Cô ngồi xuống bên cạnh quân. Quân liền nói, Chỗ của em ở bên kia mà, sao tự dưng lại ra đây thế? Lì liền tươi cười nói, em ăn đủ rồi ạ em ngồi đây để hỏi xem lan còn đau chân không tại em mà cô ấy bị bỏng em thấy áy náy quá tôi nghe vậy liền cười bảo không sao đâu chỉ là chuyện không may thôi mà ly đừng bận tâm về chuyện đó ly giả vờ buồn bã nhưng mà ly cứ thấy vết bỏng của lan ly lại thấy áy náy lắm hay là để ly mua một món quà tặng lan để chuộc lỗi nhé tôi thấy việc đó không cần thiết nên tôi từ chối Ấy, Ly mà làm vậy Lan lại cảm thấy không vui Chuyện nhỏ nhặt thôi mà Ly đừng làm quá lên như thế Ly gật đầu Thế thì thôi vậy Chúng ta làm hòa nha Cứ tưởng tôi và Ly sẽ không phải dây dưa với nhau nữa Nhưng mọi chuyện lại thay đổi theo một hướng khác Lúc trước ra cả ốm yếu Thì tôi ở nhà chơi không đã đành Nhưng mà bây giờ tôi lại đang ở cái độ tuổi thanh xuân rực lửa Cái tuổi đôi mươi xuân xanh phơi phới Mà ở nhà chơi không thì uổng lắm. Tôi mới bảo thằng Quân tìm cho tôi một công việc phù hợp với tôi thì nó lại nói với thằng Hoàng. Thế là ngay lập tức thằng Hoàng sắp xếp cho tôi một công việc rất nhẹ nhàng ngay cùng văn phòng với đứa cháu yêu của tôi. Bàn làm việc của tôi kê cạnh bàn làm việc của Quân nhưng công việc của tôi nhẹ nhàng hơn nhiều. Hằng ngày tôi chỉ việc nhập số liệu vào máy là xong. Vừa làm, vừa chơi, nhàn hạ, lương cao. Tất cả là do Hoàng đặc biệt yêu ái cho tôi. Nếu là người khác thì tôi sẽ không bao giờ có cơ hội tốt như vậy. Tôi nghĩ trong bụng. Cái cậu Hoàng này tốt thật. Thằng quân cháu mình có được một người bạn thân như nó chắc kiếp trước cũng phải tích đức nhiều lắm đấy. Nhưng khi tôi được một công việc tốt thì tôi lại gặp rắc rối với Ly, cô em gái yêu quý của Hoàng. Vì Ly thích quân nên nó thường xuyên đến công ty để tìm quân. Trưa này tôi và quân đang ngồi cạnh nhau, chiều nhau vì lúc ở nhà bà cháu tôi đã thân thiết như thế rồi tôi nói thèm trà sữa lập tức nó gọi người ta ship trà sữa tới cho tôi khi người ta mang trà sữa tới cổng và quân chạy ra nhận đồ thì quân gặp ly ở cổng ly tròn xoe mắt ngạc nhiên anh quân sao anh biết em tới mà ra đón em vậy ạ à? quân thở dài không phải ly cười thôi cứ nói thật ra đi không cần phải giấu giếm em đâu ạ quân không thèm nói gì nữa anh đi vào ly vội chạy theo anh quân ơi chờ em với rồi cái ly nhìn thấy cốc trà sữa trên tay quân nó liền giằng lấy mắt sáng long lanh lên lại còn mua trà sữa cho em nữa nè <laughs> ôi cảm động quá à quân gãi đầu khẽ nói không phải không phải đâu cái ly đang định cho lên mồm uống quân thấy vậy liền quát không không được uống cái ly giật mình dừng lại Sao thế ạ? À? Không phải anh mua cho em sao? Quần cầm lại cốc trà sữa và nói Trà sữa của em họ tôi mà Sao em uống được chứ? Em muốn uống thì gọi người ta ship đến cho Thằng Quần vừa nói Vừa cầm cốc trà sữa đi Cái lì đứng đơ người ra đó Lập tức nó nghĩ lờn vờn trong đầu Em họ ư Họ giống nhân tình của nhau hơn là anh em đấy Trời đất ơi Mình phải làm sao đây Tôi đang ngủ gà ngủ gật thì thằng Quân mang trà sữa vào. Nó áp cốc trà sữa mát lạnh lên má tôi, làm tôi giật mình tỉnh ngủ. Ơ, trà sữa của Lan đây ạ. Tôi vỗ mông nó một cái rồi cười. Cảm ơn nhá. Thằng Quân liền ngồi xuống ghế và bảo. Ở đây là công ty đấy, nội không được vỗ mông con nữa đâu. Không người ta cười nội đấy. Lúc đó nội bị mang tiếng được biến thái, thì ráng mà chịu nha. Tôi cười nhăn nhở. Thì bây giờ ở đây không có ai thì nội mới vỗ mông con chứ Thì thoảng cũng phải cho nội trở về là nội chứ suốt ngày bắt nội làm em họ con nội thấy đau đầu quá quân thở dài nói ai bảo không có ai địch đang tới kìa kìa tôi ngó ra cửa để xem ai tới thì thấy cái ly mở cửa thò đầu vào em chào anh quân chào lan nhé tôi gượng cười chào ly nhé ly vào ngồi cạnh quân có hai anh em ở đây thôi ạ anh hoàng đâu rồi ạ Hoàng đi gặp đối tác rồi Em thấy có việc gì không Lì dựa vào vai Quân Em thấy nhớ anh Nên em tới thăm ạ Quân đẩy Lì ra Nào nào em lịch sự tí đi nào Tôi biết ý đứng dậy đi ra ngoài À Lan ra ngoài có chút việc um, Lì và Quân nói chuyện với nhau đi nhé Quân lắc đầu ra hiệu bảo tôi đừng đi Nhưng tôi coi như không biết gì Tôi cứ đi thẳng Cái Lì thấy vậy liền gật đầu lia lịa Lan cứ đi đi, đi đi. Tôi ra ngoài và cười. Mình phải chuồn thôi, để hai đứa có cơ hội tìm hiểu nhau chứ. Hmm, cái thằng quân nhà mình nhắc cái thế thì không biết tới bao giờ mình mới lên chức cụ đây. Có khi tới lúc mình nhắm mắt xuôi tay rồi, nó vẫn còn ế. Chả nên thế là cùng. Quân ngồi với Ly, nhưng mắt cứ dán vào máy vi tính. Ly rủ dê. Mình đi xem phim đi anh. Lâu rồi em chưa được đi xem phim rồi quân lắc đầu ôi anh nhiều việc lắm không đi được đâu em đi một mình đi đi một mình không có vui anh đi cùng em đi mà đi đi mà đã bảo là anh bận lắm không đi được mà bao nhiêu là việc đây này hôm nay không làm thì ngày mai làm mà không làm thì cũng có sao đâu em nói thế mà nghe được à không làm xong việc làm sao được chứ lì vênh mặt lên tự tin dụ dỗ quân cô nói thẳng vào vấn đề chính luôn nếu anh quân là em rể của giám đốc hoàng thì chả ai dám động đến một sợi lông chân của anh đâu ở công ty anh muốn làm gì chả được quân liền quay lại nói thẳng vào mặt ly nhưng anh không thích như vậy vậy nên em đừng bao giờ nhắc tới chuyện này nữa nhé ly ấm ức khóc tại sao thế em chưa đủ tốt với anh sao sao anh cứ năm lần bảy lượt anh từ chối em thế à quân thở dài người ta lấy nhau vì người ta yêu nhau nhưng anh không yêu em thì sao anh lấy em được hả em? Ly ngậm chặt môi lại. Anh không yêu em, vậy anh yêu con nhỏ em họ của anh kia đúng không? Quân trố mắt ra nhìn Ly rồi anh bật cười. Em nhầm rồi, mà anh không muốn nói chuyện này với em nữa, em ra ngoài đi để anh còn làm việc. Ly vẫn cố đấm ăn xôi, cô ta ôm lấy cổ Quân. Quân ơi, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm nếu anh đồng ý yêu em em sẽ cho anh tất cả mọi thứ nhà xe và rất nhiều thứ có giá trị khác chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi còn mọi thứ thì cứ để em lo quân tức quá đẩy ly ra anh đẩy mạnh quá khiến ly ngã ngửa ra đằng sau anh bực quá không thèm đỡ ly dậy nữa anh bỏ ra ngoài luôn ly ngồi dậy uất ức lần thứ sáu quân từ chối mình tại sao anh ấy không thể mở lòng với mình cơ chứ ly nghiến răng nghiến lợi Tất cả là do con em họ khốn nạn kia rồi Chắc chắn là nó xúi dục quân Nên quân mới gây gắt với mình như vậy Xem ra mình phải tìm cách loại bỏ nó sớm thôi Lì đứng dậy đi lại gần bàn làm việc của tôi Nó cầm cái cốc nước thủy tinh Ném thẳng vào màn hình máy tính làm việc của tôi Khiến máy tính của tôi vỡ nát Ánh mắt nó đầy thù hận Đời mày sẽ nát như cái máy tính này Lan ạ à. Tôi đang ngồi ở phòng khách của công ty Nhầm nhì ly trà sữa thì Hoàng đi gặp đối tác về, thấy tôi ngồi đó, Hoàng lại gần hỏi. Trà sữa ngon thế em ơi. Tôi cười. Anh về giờ ạ. Nếu anh thích uống thì để gọi em gọi ship ạ. Hoàng ngồi xuống bên cạnh nhìn tôi âu yếm. Giờ có người mời anh đi uống trà sữa thì hai biết mấy nhở. Anh thấy thèm trà sữa quá. Tôi cũng ngại, chưa muốn vào phòng. Tôi muốn cho Quân và Ly tự nhiên nên tôi gật đầu. Được thôi, để cảm ơn anh Hoàng đã giúp em có một công việc tốt Thì em sẽ mời anh đi trả sữa nhé Hoàng mừng quính lên Thế thì còn gì bằng nữa Giờ mình đi luôn nha Mặc dù Hoàng đang bận cả đúng công việc Nhưng đối với tôi Thì lúc nào anh cũng rảnh rỗi như vậy đấy Tôi và Hoàng vừa bước ra khỏi phòng khách Để đi uống trà sữa Thì chúng tôi gặp Quân Quân đi đâu rồi Quân nhìn tôi gãy đầu Đi ở trong phòng ạ à, Mà hai người đang định đi đâu thế chúng tôi đi trà sữa cậu có đi cùng không nếu cùng đi thì quay lại gọi cái ly đi cùng cho vui luôn quân không muốn quay lại gọi ly nên lắc đầu thế thôi hai người đi trà sữa đi tôi chợt nhớ ra tôi đang có việc khác rồi thế là tôi và hoàng đi uống trà sữa còn quân thì cũng lượn lờ đi uống nước với bạn chỉ còn ly ngồi ở trong phòng ở quán trà sữa hoàng uống trà sữa rồi gật đầu hài lòng trà sữa ở đây cũng được đấy Lâu lắm rồi anh không được uống trà sữa Còn em có hay đi cùng với bạn bè không? Tôi nghe Hoàng nói Anh em ngọt xót Mà tôi nổi hết da gà lên Nhưng không muốn bị lộ Tôi đành phải chấp nhận sừng em với Hoàng Tôi chưa bao giờ nghĩ Đời tôi lại có lúc như thế này Một bà già 80 tuổi Đi gọi bạn của đứa cháu mình là anh Bực mình lắm Nhưng vì tôi đang sống ở cái độ tuổi đôi mươi thế này Thì tôi biết phải làm sao Tôi nhìn Hoàng cười nhạt em không thế à anh tưởng tuổi xì tin các em thì hay la cà quán xá lắm chứ tôi buột miệng xì tin cái thằng cha mày tôi chật khựng đơ mồm lại thôi chết mình rồi nhưng may quá đúng lúc nhân viên ở quán mang bánh ngọt ra nên hoàng không để ý câu nói của tôi vừa nãy giọng hoàng nhẹ nhàng em ăn bánh đi bánh ở đây ngon lắm lần trước quân cũng gọi ship cho mọi người ăn rồi vâng rồi Hoàng Lân la hỏi chuyện tôi Lan có bạn trai chưa? Tôi lại buột miệng Chết rồi còn đâu? Hoàng nhìn tôi với ánh mắt hoang mang Hả? Bạn trai em làm sao mà chết? Già quá thì chết chứ sao? Thọ 8 năm tuổi là được quá mà Hoàng thấy hoang mang thật sự Anh nghĩ trong bụng Sao cô ấy còn ít tuổi mà lại yêu một ông già như thế? Trời đất ơi! Không tin vào tay mình nữa rồi nhưng làm sao mà Hoàng tin được Anh gãy đầu nhìn tôi Em lại trêu anh à Cô gái trẻ tuổi như em thì sao có thể quen một ông già được chứ Tôi chợt nhớ ra Nên lấy tay bịt mồm lại Rồi tôi cười, <cười> À Em chê tí cho vui thôi Chứ sao em lại quen được ông già 85 tuổi được ạ à? Hoàng gật đầu Anh biết ngay mà Thế mẫu người bạn trai của em phải như thế nào vậy Em có thể nói với anh được không Tôi bình thản trả lời Mẫu bạn trai của em thì cũng đơn giản thôi anh ạ Thứ nhất là phải yêu thương em Thứ hai là công việc phải ổn định Thứ ba là tuyệt đối không bị yếu sinh lý Tôi còn chưa nói hết câu Hoàng đang uống trà sữa thì bị sặc Anh ta hò sặc sụa Khiến trà sữa bắn tung tóe Văng cả vào mặt tôi Tôi nhìn Hoàng nhăn mặt Anh mất lịch sự quá anh ạ Hoàng vội lấy giấy lau mặt cho tôi và nói Cái chết, anh xin lỗi, để anh lau cho nhé. Tại anh hơi bất ngờ trước sự chia sẻ thẳng thắn của em. Vâng, trong bất kể mối quan hệ nào thì cứ phải thẳng thắn với nhau thì mối quan hệ đó mới lâu bền được anh ạ. Hoàng gật gù công nhận. Em nói đúng, anh cũng rất thích người thẳng thắn. Có vẻ chúng ta có điểm chung đấy em ạ. Từ lúc đó, Hoàng cứ hay nhìn trộm tôi. Tôi biết, nhưng tôi cũng kệ, không nói gì. Ăn uống xong, tôi dục Hoàng đi về công ty không muộn. Hoàng kéo tay tôi Hôm nay em thử đi thang máy đi Ngày nào cũng đi thang bộ không bỏ chân hả Không Em sợ thang máy lắm Em không dám đi đâu Hoàng vừa lôi tôi vào thang máy vừa nói Em đừng sợ gì cả Em phải đi thang máy cho quen đi Đi bộ tận 5 tầng lận Dụng cả chân Đi thang máy vài lần là quen thôi à Tôi tránh không được Đành phải đi thang máy cùng Hoàng Cánh cửa thang máy vừa đóng Tôi đã thấy sợ rồi Khổ lắm 80 năm cuộc đời rồi nhưng vì tôi say xe, xe ô tô nên tôi cũng sợ đi thang máy luôn. Vì thế mà tôi không bao giờ dám đi thang máy cả. Thang máy vừa chuyển động cái là tôi sợ rúng người lại. Rồi Hoàng vội kéo tôi lại. Tôi lập tức cục vào vai Hoàng. Anh vòng tay ôm tôi động viên. Em đừng sợ, có anh ở đây rồi. Gục vào vai Hoàng, tôi tự dưng thấy tôi ngại thế. Hoàng chắc cũng ngại vì tôi thấy tim anh ta đập mạnh lắm tôi mới ngừng mặt lên thì tôi thấy hoàng đang nhìn tôi cả tôi và anh thấy bối rối tim tôi cũng đập mạnh không kém hoàng tiếng chuông của thang máy vang lên và cánh cửa mở ra trước mắt chúng tôi là ly cô ấy đang đứng chờ thang máy để đi xuống nhìn thấy tôi đang trong vòng tay của hoàng ly trận trừng mắt lên chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này tôi và hoàng vội buông tay ra và bước ra ngoài Hoàng cười kiểu ngại ngại Đi đấy à Cái lì nó trợn trừng mắt nhìn anh trai nó Hai người đang ôm nhau trong thang máy ấy. À chuyện là thế này Lan sợ đi thang máy Nên lì gào lên Anh im mồm đi Em không muốn nghe anh nói bất cứ điều gì với cô ta nữa Này Em sao lại cắt lên thế nhở Có chuyện gì tao tát đâu chứ Cái lì nó nhếch mép nhìn tôi Mày đúng là con hồ ly tinh Lan à Anh còn bị mày dụ cả anh hoàng giờ cũng bị mày làm cho mê muội rồi đến anh phong cũng gọi cho tao để xin số điện thoại của mày rốt cuộc mày đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà cả ba người đàn ông lại mê muội vì mày như vậy hả tôi thở dài khó chịu tôi không bỏ bùa mê thuốc lú hay dụ dỗ ai cả ly đang hiểu nhầm rồi mày còn giả vơ giả vịt trước mặt anh trai tao nữa ừ, hôm nay mày chết với tao rồi cái lì nó xông vào túm tóc định đánh tôi thì hoàng lồi nó lại và quát um lên Đủ rồi đấy, ai dạy em cách cư xử như thế hả Ly? Nó gào lên Anh nghe em đi, để em xử con hồ ly tinh này Ly định đánh tôi Thì nó bị hoàng tát trong một phát vào mặt Bốp một cái rõ to Nó bị anh trai tát Nó thấy sốc quá Mắt cứ trợn lồi lên Rồi nó lắp bắp Anh tát em Vì con hồ ly tinh kia mà anh tát em ư à? Vì nó mà anh tát em Từ trước tới giờ anh là người thương em nhất Vậy mà hôm nay vì cô ta Anh lại tát em Khốn nạn thật Em có im đi không hả Em vô lý vừa thôi chứ Em nói cô ấy như thế mà nghe được à Mong xin lỗi cô ấy đi Hoàng đã tắt ly và bắt con bé phải xin lỗi tôi Nhưng nó nhất định không nghe lời Hoàng Nó gào ầm ĩ lên Khiến mọi người xung quanh cứ xúm lại xì xào bàn tán Thấy mọi người xúm lại xem Thì Ly lại càng làm lố lên Tự nó ngồi phệt xuống đất Và gào khóc ăn vạ Khiến cho mọi người nghĩ sai về anh trai nó Hoàng lại kéo tay Ly Dậy đi Em không giận, anh vì cô ta mà đánh em gái mình Lương tâm anh để ở đâu rồi hả Hoàng cầu mày lại Em đứng dậy đi, em không thấy mình quá đáng à Giờ em còn ngồi đen vạn nữa Em không thấy xấu hổ à Tôi đứng nghe hai anh em nhà họ cãi nhau Mà tôi vắng hết cả đầu Chán quá tôi mới đi vào trong Thì gặp Quân Quân ơi, trời Lan với Quân quay lại không thấy ai đi cùng tôi Nó hỏi nhỏ Nội về rồi ạ à? Thế cái đuôi của nội đâu rồi ạ à? Cái đuôi nào Ý con nói là, là thằng Hoàng hả à? Quần nháy mắt Thì còn cái đuôi nào nữa à? Mà sao mặt nội đỏ thế Nội yêu rồi phải không Tôi vỗ đét vào mông nó Cái thằng chó con này Ăn nói vớ vẩn quá rồi đấy nhá Nó cười khanh khách Con nói đúng mà nội Cậu ta thích nội rồi đấy Có khi con lại sắp được ăn cỗ nội cưới chồng rồi cũng nên Tôi đuổi theo nó chạy vào phòng thì tôi và nó giật mình khi thấy máy tính của tôi đã vỡ nát. Tôi ấp úng. Sao máy tính của mình lại bị vỡ như thế này? Lại còn vỡ nát nữa. Quần nhìn tôi hoang mang. Ủa, sao kỳ vậy? Lúc vừa lúc chiều vẫn còn nguyên mà. Sao bây giờ lại vỡ nát như thế này chứ? Tôi và Quân còn đang đứng nói chuyện với nhau về cái máy tính thì Hoàng đi vào. Có chuyện gì vậy? Quân vội nói. Hình như có trộm cậu ạ họ. họ đập vỡ máy tính của Lan rồi Hoàng cũng giật mình hoang mang không kém Sao lại thế nhỉ Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này chứ Tôi cũng không biết Nhưng mà chắc người đó phải ghét Lan lắm Cậu nhìn xem tất cả các máy tính trong phòng Không bị làm sao Chỉ có đập máy tính của Lan là bị vỡ nát thôi Hoàng cầu mày lại Hay là cái ly nhỉ Tôi gật đầu Em cũng đang nghĩ tới cái ly đây vì ngoài nó ra thì em không nghĩ ra ai khác cả tôi thì vẫn bình thản như không có chuyện gì nhưng quần và hoàng cứ đứng ngồi không yên hoàng tức lắm tối nay anh về nhà anh sẽ hỏi rõ ràng cái ly hỏi nó tại sao nó lại ích kỷ tới như vậy cái ly từ lúc nó bị anh trai đánh nó càng lồng lộn lên nó càng căm ghét tôi nhiều hơn nó lại càng muốn đánh bại tôi hơn nữa từ bé tới giờ hôm nay nó mới bị anh trai nó đánh mà lý do khiến nó càng uất hận thêm đó là vì tôi mà anh nó đánh nó nó nghĩ chắc chắn trong đầu rằng từ lúc con hồ ly tinh này xuất hiện anh trai mình không còn thương mình nữa tất cả là vì con hồ ly tinh đó nó cướp đi mọi thứ của mình rồi nó liền nghĩ ra một kế hoạch độc ác tối nay cơm nước tắm giặt xong xuôi tôi lên giường nằm lấy điện thoại ra xem thì có tin nhắn đến là hoàng nhắn tin bé đang làm gì đấy tối nay bé có đi chơi đâu không bé Tôi nhằn mặt Nó gọi mình là bé mới kinh chứ <laughs> Bé mới tám mấy cái xuân xanh thôi mà Mồm nói vậy Nhưng trong lòng tôi bỗng thấy vui vui Vì lâu rồi Chưa có ai quan tâm tới tôi như vậy cả Tôi còn chưa biết phải trả lời tin nhắn của Hoàng như thế nào Cho hợp lý Thì Hoàng lại nhắn tin tiếp Tối mai anh qua đón em đi xem phim nhé Em có thể dành cho anh một chút thời gian không em Tôi gãi đầu Anh ta rủ mình đi xem phim Ừm mình có nên đồng ý không nhỉ? Tôi phần vần mãi, nhưng cuối cùng tôi đã quyết định sẽ đi. Tôi nhắn tin trả lời lại. Vâng. Thế 8 giờ tối mai anh qua đón nhé. Vâng. Nhắn tin với Hoàng xong, tôi thấy người nóng bừng bừng, vừa ngại, vừa xấu hổ như kiểu mới yêu lần đầu. Rồi tôi nằm chằn chọc mãi không ngủ được. Tôi mới dậy và đi xuống dưới sân nhà. Ở trong sân kín nên không có gió. Tôi mới mở cổng và đi bộ ra ngoài hóng gió cho mát và phải công nhận đi ra ngoài gió mát dễ chịu hẳn. Tôi đang đi bộ trên vỉa hè thì có một chiếc xe ô tô đi chậm lại gần chỗ tôi. Tôi mới quay ra nhìn thì hai người đàn ông mở cửa, đi xuống. Họ đeo khẩu trang nên tôi không nhìn rõ mặt. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì một tên đã chùm cái tải đen vào đầu tôi rồi nó vác tôi lên xe. Bị bắt cóc lên xe ô tô lạ tôi sợ hãi cứ gồng người lên vùng vẫy. Giọng người đàn ông giữ tôi vang lên. Anh ơi, nó dãy ruộng kinh quá anh ạ cầm cái côn gõ cho nó phát cho nó im đi dãy ruộng gì mà dùng hết cả xe thế không biết vâng ạ vừa dứt lời tiếng côn đập vào đầu tôi bốp một phát máu chảy từ đỉnh đầu xuống cổ ướt hết cổ áo đầu tóc tôi choáng váng và không biết gì nữa nó vẫn chưa tỉnh à vâng để em đổ cho nó một chậu nước cho nó tỉnh ạ á à, sao đầu mình đau thế này tôi mở mắt ra thấy mình đang nằm trên một cái giường cũ kỹ, đầy bụi bẩn. Tôi bị bắt cóc tới một ngôi nhà hoang cũ kỹ. Tôi cố ngóc đầu dậy, nhưng tôi bị trói tay và trói chân rồi, nên tôi không thể dậy được. Nhìn ra đằng trước có hai người đàn ông ngồi ở ghế canh chừng tôi. Tôi vội hét lên. Thả tôi ra, đây là đâu thế này? Sao mấy người lại bắt tôi tới đây hả? Một người đàn ông mặt mũi bậm trợn tiến lại gần phía tôi và nói im cái mồm vào kẻo tóc bẻ răng đấy thả tôi ra sao các người lại muốn bắt tôi tới đây hả tôi muốn về nhà thả tôi ra nếu không tôi sẽ báo công an đấy hắn nhìn tôi cười đều để xem mày có trốn thoát khỏi đây không mày báo được thì cứ báo đi báo đi rồi hắn ta gọi điện cho ai đấy tôi hoang mang lắm tôi nghĩ mãi không thể nghĩ được là tôi đắc tội với ai nữa rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai mà họ lại bắt tôi tới đây ai đã thuê họ bắt cóc tôi đến đây vậy ta làm sao tôi có thể về nhà được đây? có ai đến cứu tôi không? tôi sợ lắm. tôi muốn về nhà. Quân đang nằm trong phòng lướt điện thoại thì ông Quang vào hỏi: Quân ơi, con có thấy bà nội trẻ đâu không? ơ, lúc tối con thấy bà nằm trong phòng bà mà bố. bố vừa đi qua không thấy đâu, không thấy bà đâu cả. muộn rồi mà bà còn đi đâu thế nhở? gọi điện thì không thấy bắt máy luôn. Quân liền gọi điện cho bà nhưng cũng không liên lạc được. gọi không được luôn. Sao có thể nóng ruột thế nhỉ Bà đi đâu mà bà Vậy đi giờ này Bình thường bà đi là bà sẽ nói với con mà Rồi cả nhà cuống cuồng lên tìm bà nội trẻ Nhưng không thấy bà Ai cũng lo lắng Đứng ngồi không yên Ông Quang bàn với mọi người Giờ chúng ta báo công an thôi Nhờ họ tìm bà hộ Chứ giờ bố hết cách rồi Không biết phải tìm bà đâu nữa Quần thấy hoang mang lắm Giờ chúng ta phải nói với công an thế nào đây Họ sẽ nghĩ thế nào khi mà người chúng ta cần tìm đã 80 tuổi rồi nhưng lại đang trong hình hài của một cô gái trẻ chứ. Có thể họ sẽ không tin chúng ta vì chuyện đó rất là hoang đường nhưng mà giờ ngoài việc báo công an thì chúng ta không có cách nào khác đâu con ạ. Đúng như lời Quân nói thì cả nhà Quân tới trình báo công an về việc mất tích của bà nội trẻ. Khi công an cầm bức ảnh mà Quân mới chụp bà nội mình cách đây vài hôm thì họ bật cười. Mọi người đang trêu đùa chúng tôi đấy à? Mấy người này nói bạn bà bà Lan mất tích, bà ấy đã 80 tuổi rồi mà tại sao mọi người đã đưa một tấm hình của một cô gái trẻ cho chúng tôi vậy? Và nói chúng tôi hãy đi tìm cô ấy, vậy rốt cuộc bà già mất tích hay là cô gái trẻ này mất tích? Mọi chuyện cứ thế loạn hết lên và không ai tin lời gia đình quân cả. Họ đuổi gia đình quân ra ngoài và còn cho rằng gia đình quân có vấn đề về thần kinh. Quân mới gọi tới Hoàng nhờ Hoàng tìm hộ. Ngay lập tức Hoàng phi xe tới và cùng gia đình quân tìm kiếm bà nội trẻ. Tìm suốt đêm nhưng không thấy, mọi người lại càng lo lắng hơn. Hoàng về nhà với bộ dạng thất thần, anh ngồi lặng trong phòng. Ly đi ba chơi thông đêm đến tận sáng cô mới mò về. Về tới cửa thì có điện thoại. Chị ơi, xem gọi chị cả đêm qua mà không được thế. Giờ em phải làm sao với cô ta đây? Cho cô ta ở đây cả đêm qua rồi mà gọi cho chị thì không được. Lì gãy đầu gãy tai Vẻ mặt vẫn còn phề phê. ờ ừ nhỉ? Ừ, tối hôm qua tôi chơi hơi quá đà, Nên không mở nổi mắt Mấy người cứ tống cho cô ta một lọ thuốc ngủ Và cho nó ngủ cho nó vĩnh viễn luôn đi Vâng em hiểu rồi giờ dẹp sạch sẽ vào Mà nếu không Mai kia cùng an nó mà điều tra ra Lại sách việc đấy Vâng chị cứ yên tâm ạ Lì nói chuyện điện thoại xong Cô đi vào nhà Thấy anh trai ở phòng Cô vào hỏi Anh dậy rồi à ừ tối qua em đi đâu mà không về thế à em đi bên nhà bạn em em đói quá anh làm đồ ăn sáng cho em đi hoàng nhìn ly với bộ dạng mệt mỏi sau một đêm tìm kiếm lan em ra quán ăn đi hôm nay anh mệt quá lì thở dài anh mệt á anh muốn thuốc chưa anh gọi đồ ship tới đấy đấy cho em đi em đau đầu quá không muốn ra ngoài nữa đâu ừ vậy để anh gọi cho hoàng gọi đồ ăn sáng cho em gái rồi lại lái xe ra ngoài để tìm kiếm Lan. Đang lái xe thì đứa em họ của Hoàng làm ở ngân hàng gọi. Anh đây, em gọi anh gì thế? Em muốn được hỏi chuyện anh chuyện này được không ạ? Em nói nhanh đi, anh đang bận lắm. Vâng, thế chị Ly dạo này làm ăn chung với ai vậy ạ? À? Hôm qua em thấy chị ấy chuyển 500 triệu cho một người đàn ông ở ngoại tỉnh đấy. Hoàng nhăn chán suy nghĩ. Vậy sao? 500 triệu cả? Số tiền không nhỏ Sao anh không thấy Ly nói gì với anh nhở Tại mọi lần làm gì Anh là người tới chuyển tiền Lần này lại thấy chị Ly tới chuyển Nên em mới gọi anh để xác minh đó Ừ anh cảm ơn em nhé Anh sẽ tìm hiểu chuyện này xem sao Hoàng tạt xe vào vỉa hè nghĩ Cái Ly nó làm gì mà chuyển cho người ta nhiều tiền vậy nhở Dạo này nó ở nhà chơi không Mà có làm ăn gì đâu Quái lạ Mình phải tìm hiểu chuyện này mới được Nghĩ một lát rồi Hoàng quyết định gọi điện cho em gái Nhưng Ly mệt quá ngủ không biết Hoàng gọi Hoàng gọi Ly không được Anh mới phòng xe quay về nhà để xem Ly có ở nhà không Thì Hoàng thấy Ly nằm ngủ trong phòng Hoàng mới tìm điện thoại của Ly để xác nhận thông tin Chuyển tiền của Ly xem có đúng không Thì trên màn hình điện thoại của Ly hiện ba cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn Chị ơi em cho nó xuống Em cho nó uống thuốc ngủ rồi Giờ bọn em để nó lại rồi trở về thành phố đấy Hoàng thấy nghi ngờ nên anh ấn gọi lại thì bên kia bắt máy luôn Chị à, em cho nó uống hết lọ thuốc ngủ rồi đảm bảo là nó sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa đâu Thế nên là xong việc rồi nhá bọn em về luôn đây Hoàng gắt lên Cậu là ai? Cậu chọn ai uống thuốc ngủ hả? Tên kia nghe giọng lạ thì đứng hình vài giây rồi tắt máy luôn Hoàng gọi lại thì đã thuê bao Hoàng hoang mang vô cùng anh vào đầu bứt tai suy nghĩ người mà họ nói cho uống thuốc ngủ là ai sao cái ly nhà mình lại liên quan tới chuyện đó rồi khi cho người ta uống cả lọ thuốc ngủ thì chính là giết chết người ta rồi đó là giết người đấy cái ly nhà mình sao lại hồ đồ như vậy chứ hoàng lập tức lôi lì dậy nhưng lì vật vã mãi mà không mở nồi mắt ra hoàng phải lấy khăn mặt ướt lau lên mặt em gái thì nó mới mở được mắt ra nó nhằn nhó nhìn hoàng anh có chuyện gì mà lôi đừng được, được em dậy thế hả Em mau nói rõ với anh đi Vừa nãy có một người gọi cho em Và nói là đã cho một người khác uống thuốc cả lọ thuốc ngủ Vậy rốt cuộc chuyện gì hả Đó là chuyện gì Em có biết uống cả lọ thuốc ngủ là người ta sẽ không thể tỉnh lại không hả Lì trột dạ Nhưng nó liền lấp liếm Làm gì có chuyện đó chứ Chắc bạn em nó trêu Anh nghe lại tự thật rồi Làm sao có thể có chuyện đó được Hoàng chia cái điện thoại ra cho Lì xem cả tin nhắn chuyển tiền của em đây em giải thích sao về chuyện này hả lì vẫn cố che đậy sự thật à bạn em nó mượn tạm vài hôm thôi em bảo hỏi ý kiến của anh mà em quên mất mặc dù lì cố lấp liếm mọi chuyện nhưng linh cảm của hoàng cứ làm anh lo sợ anh cố bình tĩnh để nói cho em cái hiểu lì à em hãy tỉnh táo lại đi giết người là phải đền mạng đấy em sẽ không thể che giấu sự thật mãi được rồi khi người ta chết rồi liệu em có thể sống vui vẻ như không có chuyện gì hay không? Lì gào mồm lên, nhưng cô lại giấu đầu hở đuôi. Em không giết người, sao anh cứ vu khống cho em như thế hả? Em là em gái của anh đấy, sao anh cứ suốt ngày lo lắng cho con nhà quê đó hả? Hoàng liền túm lấy ly, anh trợn mắt lên nói. Em vừa nói gì? Vậy là em có liên quan tới việc lan mất tích cư? Lì ấp úng. Không, ừ, em không biết gì hết. Nhìn bộ dạng lo lắng của Ly, Hoàng lại càng chắc chắn hơn, Hoàng ghì chặt Ly vào tường và gắt lên. "Chắc chắn là em có liên quan rồi, có phải vì Quân không thích em nên em đổ hết lỗi lên đầu Lan đúng không?" Ly vẫn vênh mặt lên cãi trả. Hoàng tức giận, anh tát vào mặt Ly liên tiếp. "Giờ em có nói ra không?" "Không." Hoàng chợt buông tay ra và bật khóc, anh tuyệt vọng nói. "Em vẫn thế." vẫn độc ác Lì ạ à? Anh tưởng cái chết của mẹ sẽ làm em thay đổi Nhưng anh nhầm rồi Anh đặt niềm tin nhầm chỗ rồi nhờ Cả mẹ chúng ta nữa Mẹ đã phải chết tức tuổi vì cái bản tính độc ác và ích kỷ của em Giờ biết em vẫn không thay đổi Chắc mẹ đau lòng lắm Cái lì đứng im Không nói năng gì Nó chợt nhớ lại chuyện đau lòng 10 năm về trước Khi nó đi học Nó và bạn gái ngồi cùng bàn cãi nhau Nó phải mách mẹ Nó muốn mẹ đánh bạn kia nhưng mẹ nó và mẹ bạn gái kia lại nói chuyện giải hòa nó ấm ức chửi mẹ rồi bỏ chạy ra khỏi nhà trong đêm tối mẹ nó lo lắng chạy theo và gọi nó nhưng nó cứ chạy đi một mạch đến ngã từ đường mẹ nó đuổi kịp và kéo tay nó lại thì nó lao ra giữa đường vì cứu nó thoát khỏi bị xe đâm mà mẹ nó đã bị đâm trúng và chết khi đang trên đường đi cấp cứu sau khi ngồi lại xem camera ở gần đó, ghi lại cảnh mẹ nó vì đẩy nó ra khỏi đầu xe, cứu được nó nhưng mẹ nó lại bị xe tông chết. Nó đã khóc rất nhiều, nó tự hứa sẽ thay đổi bản thân. Vậy mà bây giờ nó lại độc ác như vậy. Hoàng cầu xin em gái. Ly à, anh xin em đấy, hãy đưa anh tới đó để cứu Lan. Anh cầu xin em, em đừng như vậy nữa được không? Em dừng lại đi, nhanh lên không muộn mất lì thấy anh trai khóc cô cũng bật khóc nhưng cái thiện trong lòng cô vẫn chưa thắng nổi cái ác cô im lặng không nói gì hoàng lấy điện thoại ra và nói nếu em không chịu nói thật thì anh đành phải giao em cho cảnh sát lì trận tròn mắt lên nhìn anh anh à em là em gái của anh đấy sao anh có thể giao em cho cảnh sát chứ anh không thể để em lún sâu thêm nữa anh xin lỗi anh hà nuôi em trong tù còn hơn để em làm những chuyện xấu xa như thế ly à ly tức giận nhìn anh trai nếu anh đã tuyệt tình với em như vậy thì từ phút giây này anh không còn là anh trai của em nữa để em xem anh có tìm được cô ta còn sống trở về hay không anh chỉ cần tìm thấy xác cô ta thôi vừa nói ly vừa chạy vào phòng mở tủ lấy tiền rồi chạy ra ngoài định lái xe bỏ trốn nhưng hoàng đã kịp chặn ly lại đứng lại anh sẽ sao em cho cảnh sát mau đi theo anh ly vùng vẫy bỏ ra bỏ tôi ra hoàng kéo chặt tay ly nhưng ly không chịu đi theo anh trai cô đẩy anh trai mình ra không được cô liền thò tay vào túi áo lấy con dao bấm ra và đâm một nhát vào bắp tay hoàng đau quá hoàng mới nhả tay ly ra ly à sao em lại sao em lại như vậy ly nhìn tay hoàng đang chảy máu dòng xuống cô mới đứng lùi lại phía sau Hai tay cô run lên, cô lắp bắp: "Tại anh, tại anh cố chấp nên em mới như vậy. Chứ em cũng không muốn đâm anh như vậy đâu. Xin lỗi, xin lỗi. Em không muốn bị bắt, em không muốn đi tù đâu." Hoàng cố gắng gượng nói: "Nếu em không muốn cả đời còn lại của mình phải ở trong tù thì hãy đi cứu Lan đi. Hãy dừng lại trước khi quá muộn ly à. Bây giờ vẫn còn kịp mà." Ly quay đầu bỏ chạy được vài bước giả tới cổng cô bỗng nhớ về mẹ mình và tự dưng cô nghĩ mẹ cô sẽ rất buồn mẹ cô sẽ buồn lắm khi thấy cô như thế này đôi chân cô không muốn bỏ chạy nữa cô quay lại nhìn anh trai cô thấy đôi mắt anh nhìn cô như muốn cầu xin rồi cuối cùng thì cô cũng tỉnh ngộ cô chạy lại phía hoàng và lấy cái khăn quấn tay lại cho hoàng đi em đưa anh đi cứu lan hoàng mỉm cười rồi chạy theo ly ra xe hoàng lái xe chạy thẳng theo hướng ly chỉ vừa đi ly vừa nhìn tay anh xót xa tay anh có đau không để em lái xe cho anh không sao đâu để anh lái cho nhanh không muộn mất vâng xin lỗi anh xin lỗi hoàng và ly chạy xe gần một tiếng thì tới nơi hoàng và ly chạy vào ngôi nhà hoang thấy tôi nằm ngủ trên giường hoàng vô cùng xót xa anh bế tôi ra xe rồi lái xe thẳng tới bệnh viện. Tôi được chuyển vào phòng cấp cứu, Hoàng mới gọi điện thông báo cho gia đình tôi để mọi người yên tâm. Khi gia đình tôi tới nơi thì cái ly không nói năng gì, nó tự ra đồn cảnh sát và tự thú. Và cũng từ lúc đó sự thật về bà nội trẻ được phơi bày. Vừa tới bệnh viện, ông Quang đã vội hỏi Hoàng. Mẹ tôi thế nào rồi? Hoàng mới ngây người ra Sao bác lại hỏi cháu như vậy ạ? À? Bà Lan chẳng phải đang ở quê sao? Ông Quang thở dài. Đã tới lúc cậu nên biết sự thật rồi. Bà Lan mẹ tôi chính là con bé Lan đó. Không biết lý do tại sao mà mẹ tôi lại trẻ lại đúng ở cái độ tuổi 20 như thế, nhưng sự thật là con bé Lan chính là mẹ tôi đấy. Hoàng thấy chuyện này thật hoang đường, anh không tin. Anh lại hỏi Quân thì Quân gật đầu xác nhận. Bố tôi nói đúng đó cô ấy chính là bà nội của tôi đêm qua nhà tôi đi trình báo với cảnh sát họ cũng giống cậu không tin gia đình tôi họ cho rằng chúng tôi bị vấn đề về thần kinh nhưng mà sự thật thì đúng là như vậy và tôi cũng không biết giải thích như thế nào với cậu nữa chúng tôi vẫn mong rằng một ngày nào đó bà nội của chúng tôi sẽ trở lại như bình thường hoàng không tin nhưng cũng bắt đầu nghi ngờ vì quân làm gì có cô em họ nào tên lan đâu anh thoáng thấy buồn lòng vì tình cảm của anh vừa mới chớm nở đã nhanh chóng lụi tàn nhưng cứu được bà nội của quân anh cũng thấy vui mừng rồi chuyện tình cảm kia đành phải gác lại thôi hoàng cứ ngồi ngoài hành lang suy nghĩ vớ vẩn mãi sau hai tiếng nằm trong phòng cấp cứu tôi đã được đưa về phòng hồi sức mở mắt ra tôi thấy cả nhà đang nhìn tôi và lo lắng cho tôi các con các cháu vây quanh đông đủ tôi mừng quá cả nhà tôi được một phen sợ hú hồn hú vía thế tôi tỉnh lại ai cũng mừng Hoàng cứ đứng thập thò ngoài cửa Nửa muốn vào, nửa lại không Quân đi ra hỏi Này, cậu Ừ, nửa tôi tỉnh rồi Cậu không vào thăm nội tôi à Hoàng ngập ngừng Tôi thấy hơi ngại Sao lại ngại? Chẳng phải trước kia cậu quý nội tôi lắm mà Hoàng gãi đầu Tôi đã nhắn tin tán tỉnh bà nội của cậu hôm trước rồi Giờ cứ thấy ngại ngại sao ấy Quân cười Ở công ty Tôi cũng biết là cậu thích bà nội tôi Nhưng tôi không biết phải nói thế nào cho cậu hiểu Nhưng mà nếu cậu đủ can đảm Để yêu thương che chở cho nội tôi Thì tôi sẽ ủng hộ cậu Hoàng ngại đỏ mặt Ngó ngó vào trong nhìn Quân thấy vậy nháy mắt cười Yên tâm Nội tôi vẫn đang 20 tuổi Còn trở về lúc 80 Bao giờ thì tôi không dám chắc Nhưng cũng có thể vào một buổi sáng đẹp trời Nội tôi sẽ trở về đúng với cái độ tuổi của mình Cậu có dám thử chơi lớn một lần không? tôi tôi thôi tôi chơi cậu vậy thôi chứ gia đình tôi sẽ không ai đồng ý chuyện tình này đâu cậu quên hết mọi chuyện đi mà cái ly đâu rồi cái ly nó đi tự đầu thú rồi tôi sẽ đưa nó tới đây để xin lỗi bà nội và mọi người sau này pháp luật sẽ giúp nó trưởng thành hơn quần thở dài ly cư xử như vậy cũng do một phần lỗi của tôi nếu tôi biết cách từ chối ly thì có lẽ mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng như thế này rồi tôi hiểu mà Ừ, tình cảm thì đâu có thể ép buộc được. Giờ tôi đến đồn cảnh sát, động viên nó đây. Tôi sẽ gặp bà nội sau. Tôi đi nhé. Quần tiễn bạn ra ngoài. Cậu đi đi. Nói với Ly vài hôm nữa bà nội tôi ổn, tôi sẽ tới thăm cô ấy. Ừ, chắc khi nó biết Lan chính là bà nội của cậu, thì nó sẽ ân hận lắm. Nằm ở viện mấy hôm, sức khỏe của tôi đã dần ổn định. Bác sĩ nói chỉ vài hôm nữa là tôi được về nhà. Mấy hôm nay nằm ở viện, ngày nào tôi cũng cứ một lát lại lấy gương ra soi để xem mình còn trẻ không hay đã trở về với tuổi già rồi tự dưng tôi lại muốn mình được sống ở cái tuổi trẻ này thêm vài năm nữa mới bắt đầu vui vui một chút mà lại quay về cái tuổi xế chiều kia thì buồn lắm thằng quần vừa ra ngoài mua đồ chỉ còn một mình tôi ở phòng buồn buồn tôi lại lấy gương ra soi may quá tôi vẫn chưa thay đổi Hoàng cầm giò quà mở cửa đi vào Anh gãy đầu gãy tai Ngại ngại Lan thấy khỏe hơn chưa Tôi giật mình quay lại Khỏe, khỏe rồi ạ à. Hoàng ngồi xuống bên cạnh tôi Mặt đỏ bừng bừng Mồm lý nhí Bao giờ Lan được về nhà nhở Tôi liền vênh mặt lên nhìn Hoàng Cháu nói chuyện với bà tử tế một tí đi Trước không biết thì bà cho qua Giờ biết sự thật rồi thì cháu phải thay đổi cách xưng hô với bà đấy chứ Hoàng cầu mày Chuyện đó hả? Vậy chờ khi nào Lan trở lại cái tuổi già rồi tính nhá Còn bây giờ Lan vẫn là cô gái 20 tuổi thôi Nên Lan vẫn phải gọi anh là anh biết chưa? Không được Bây giờ mọi người trong nhà biết hết cả rồi Lan thấy ngại lắm Không xưng hô như vậy được đâu Không có gì phải ngại cả Mà bây giờ em có trở về già cũng chẳng sao đâu Vì lái máy bay bây giờ đang là mốt mà Có sao đâu nhưng Lan không tuyển phi công Hoàng bỏ cái nghĩ đó đi Hoàng thở dài buồn bã nói Phải lâu lắm anh mới có cảm giác thích một người như vậy Mà ông trời lại thử thích anh như vậy chứ Nhưng anh lỡ thương em rồi Anh biết phải làm sao đây Đó là việc của Hoàng Không liên quan tới Lan Thật sự Lan thành ra thế này Lan cũng hoang mang lắm Giờ Lan rất lo sợ Hoàng nắm tay tôi và nói Lan đừng sợ gì cả Có anh ở đây rồi sau này anh sẽ chăm sóc cho em không được đâu các con các cháu của lan sẽ không đồng ý chuyện này đâu hoàng đừng mất công vô ích như thế nữa anh hiểu suy nghĩ của lan nhưng nhất định anh sẽ thuyết phục được mọi người trong gia đình lan hãy suy nghĩ lại và cho anh một cơ hội được không tôi động lòng trước tình cảm của hoàng dành cho tôi nhưng mà tôi rất sợ sợ khi tôi nhận lời yêu hoàng rồi khi sánh bước bên anh tôi lại trở về với tuổi già kia thì tôi sẽ ngại lắm làm sao tôi có thể chấp nhận chuyện đó được, khi bản thân tôi còn không chấp nhận được thì những người xung quanh sao có thể chấp nhận tôi được chứ? Tôi vẫn nhất quyết không đồng ý và đuổi Hoàng về. Hoàng mau về đi, mọi chuyện chấm dứt tại đây, tôi không muốn nghe Hoàng nói thêm một câu nào nữa đâu. Anh không về, về đi mà. Hoàng cứ ngồi lì đó, tôi mới đứng dậy kéo Hoàng ra ngoài, nhưng Hoàng đã nhanh tay kéo tôi ngồi vào lòng anh rồi anh vòng tay ôm lấy eo tôi. Bỏ bỏ tôi ra bỏ tôi ra đi không ai vào nhìn thấy bây giờ anh không bỏ đấy em làm gì anh được thì em làm đi tôi cuống cuồng lên bỏ ra đi mà bỏ ra hoàng không bỏ anh cứ ôm chặt lấy tôi và nói anh biết là em cũng có tình cảm với anh mà sao em không dám thừa nhận chứ tôi tôi chưa nói hết câu thì hoàng đã đặt lên môi tôi một nụ hôn tôi có thể đẩy hoàng ra được nhưng tôi lại không đẩy anh ra mà tôi lại từ từ nhắm mắt lại Rồi tôi ôm cổ anh Hôn anh Thằng Quân đi mua đồ ăn về Vừa tới cửa Nó nhìn thấy tôi và Hoàng hôn nhau Nó giật mình rồi quay đầu lại Úi cha Thằng Hoàng này nó tính làm ông nội mình thật sao Cả ba nội trẻ của mình cũng đã yêu thương Hoàng thật rồi sao Quân đi ra hành lang đứng một lúc Rồi nó mới đi vào Nó vào thấy Hoàng đang gọt hoa quả cho tôi ăn Nó tỉnh bơ nói Cậu tới khi nào thế à tôi mới tới thôi cậu ngồi ăn táo đi cậu biết lái máy bay rồi cả à? hoàng biết ý của quân đang nói mình nên anh gật đầu ừ tôi có bằng lái máy bay rồi lái ô tô mãi cũng thấy chán rồi giờ tôi phải lái thử thay đổi xem như thế nào thế cả thế mai kia chán máy bay thì cậu đi làm tìm mấy thứ khác để lái à hay như thế nào hoàng lắc đầu không đâu lái máy bay không dễ đâu nên khi biết lái rồi đâu ai nói bỏ là bỏ được đâu, cậu cứ đùa tôi. ai mà biết được, nhớ mai kia cậu chán lái máy bay, cậu lại chuyển qua lái tàu hỏa thì sao? tôi thấy Quân và Hoàng nói nhau thế, tôi liền chen vào. hai người đang nói cái gì mà lái máy bay thế? Quân cười hì hì. à, cháu và Hoàng đang tính đi thi thêm mấy cái bằng lái nữa nội ạ. À? tôi tròn xoay mắt lên. thế cho nội đi thi bằng xe máy vậy, nội chưa có bằng lái. ngày xưa làm gì có xe máy mà đi đâu, nội đều đi xe đạp nên bây giờ vẫn chưa có bạn. quân và hoàng nhìn nhau cười khúc khích hoàng nhìn tôi âu yếm em không cần phải thi bằng lái làm gì cả sau này em đi đâu thì anh sẽ đưa em đi thằng quân nó chẹp miệng thôi có tôi ở đây thì cậu đừng có tán tỉnh bà nội tôi kẻo tôi đập cậu tan xác đấy cậu tính làm ông nội tôi thật đấy à hoàng gật đầu lia lịa nếu đúng là như vậy thì sao chẳng phải cậu nói cậu ủng hộ tôi mà giờ cậu tính nuốt lời à quân gãi đầu khó xử nhưng mà lỡ mai kia cậu chê nội tôi già thì sao lúc đó nội tôi phải làm sao đây hoàng vẫn khẳng định chắc chắn rằng anh muốn chăm sóc cho tôi dù sau này tôi có trở về tuổi già thì anh vẫn thương tôi nhưng thằng quân nó khó tính lắm nó còn hạch sách và bắt bẻ thử thách hoàng còn lâu nữa nó mới đồng ý để hoàng quen tôi tôi thích hoàng thật nhưng tôi cũng không vội vàng cứ để thời gian chứng minh tình cảm của hoàng dành cho tôi xem tình yêu của hoàng có đủ lớn để che chở cho tôi hay không và muốn ở bên tôi thì hoàng phải can đảm lắm mới vượt qua được những dị nghị những định kiến và những ánh mắt người đời nhìn anh nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả phải không ạ cũng không phải vội vàng làm gì khi mà tôi sẽ trở về với tuổi già bất cứ lúc nào và liệu lúc đó hoàng có còn ở bên tôi hay không thì không ai có thể nói trước được